Tuyệt đối nghe, đừng có để cái tâm buồn, nghe chưa? Buồn là không có tốt. Buồn là không có tốt đâu. Buồn nổi mụn. Lâu lâu mà Nhân Đức bực bội lên là vì thấy nổi mụn à. Bực bội lo âu cái gì là nổi mụn liền. Nó, thật sự quý vị lúc nào mà thấy Nhân Đức nổi mụn là vì biết rồi. Dù thấy vui vui nhưng mà trong lòng phải lo một cái gì nó mới nổi mụn. Cái hổm nổi buồn bự đi ngay chỗ này. Cái hổm nhớ không? Mấy vị coi mỗi ngày mà Nhân Đức nổi vậy là vì biết liền. Hiểu chưa? Thì bà hổm nổi chỗ này nè, thấy chưa? Là buồn. Thấy Phật tử mà nghe pháp mà sống không hòa thuận cũng để buồn. Vừa thấy buồn cái tự nhiên nổi mụn ngay chỗ này luôn. Mà nổi mụn ngay chỗ này là để nhắc nhở là tôi buồn. Còn lúc nào nó nổi ngay đầu lỗ mũi là tôi hẳn. Hiểu chưa? Còn nếu nổi bên đây là tôi giận. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà khi con người mà nó thoải mái cái tâm rồi, sắc diện vì tự nhiên tốt. Mà Nhân Đức nói với vị nghe nè, khi cái tâm quý vị mà thường hoan hỷ đó, cả thịt da quý vị nó cũng mềm hơn 100% luôn. Hồi đó mà Nhân Đức mới vô chùa tu mà 5 năm đầu Nhân Đức săn si nhiều, da thịt Nhân Đức dai nhách, giống như khỉ già vậy. Ồ. Mà tới bây giờ luôn, mà đi xuống đây bây giờ 10 năm là tính ra mười mấy năm rồi, hiểu chưa? Mà bây giờ da thịt nó mềm như nai tơ. Lạ ghê, thấy chưa? Nó chuyển biến cơ thể. Mà mình nói thiệt chứ, mình là người phụ nữ mà thịt da mình mềm mại chồng mình cũng thương. Chứ bây giờ mà thịt da mình dai nhách, cậu là tao. Mà cái người mà thịt da mà dai nhách nó nóng, da thịt nó nóng lắm. Còn người mà thịt da mà nó mềm mại là nó mát lắm quý vị. Nhân Đức nói bây giờ cơ thể Nhân Đức nó mát lắm. Lúc nào mình gần cơ thể mình nó mát lạnh nè à, nó ngộ ghê. Còn lúc trước Nhân Đức mà tu mà sân si là cơ thể Nhân Đức nóng lắm. Lúc nào gần cơ thể nóng mà da nó dai nhách rồi quý vị ơi. Mà cái bàn tay nó cũng cứng, mà bàn tay nó cũng bự nữa. Mà khi mà mình tu mình an lạc, bàn tay mình nó nhỏ lại và nó mềm, nó dẻo lại, nó dẻo vậy nè. Nó dẻo lại luôn đó quý vị. Đó. Cơ của mình nó dẻo lại, cơ bắt đầu nó dẻo lại. Đó. Nên cái tâm mà an lạc, cơ dẻo lại luôn. Và cái tâm an lạc, cái tâm vui vẻ, khoan dung tha thứ nó hết bệnh luôn. Và tuổi thọ kéo dài, phước báo tăng rất là lớn. Nó còn cái tâm mà sân hận buồn phiền là nó tổn phước, tổn đức rất là lớn. Ôi ơi, nhắc cái vụ này hoài chứ cũng không phải dễ làm đâu mấy bà ơi. Không dễ đâu đó. Nhắc hoài luôn đó, nhưng mà không nhắc hai ba bữa là có chuyện xảy ra. Mà nhắc rồi, ồ nhớ à. Không có dễ đâu, bởi vì có cái người mà nhắc vậy mình cảm ơn dữ lắm quý vị. Họ siêng năng, họ nhắc hoài, giống như họ nhiều chuyện, nhiều điều. Nhân Đức có nhiều người ta nói Nhân Đức nhiều chuyện lắm quý vị. Nhiều người người ta không thích, nó nói thầy gì đâu, nhà nhiều chuyện, nhiều điều. Giống gì cũng nói. Nói tùm lum tùm la. Đàn ông, đàn bà, bê đê gì cũng nói, bầu bì gì cũng nói, kỳ cục, nhiều chuyện, nhiều điều. Bởi cái mỏ nhỏ quét mình mất cười còn hơn gì nữa quý vị. Nghe vậy tự nhiên mình mất cười còn hơn cái gì nữa. Tự nhiên mình vừa nghe vậy cái những đức giảng, đức làm gì nè. Chu mỏ ra thêm, nó kệ tôi nhọn thêm nó được không? Ồ, viết nghĩ nói quý vị. Viết hết nói được tại vì giống như mình nói với người mà họ tức lên thì mình khoái nói lắm. Nhưng mình nói với người mà sao họ cứ vui hoài, mình nói không có được nữa. Nói một hai lần thôi nghĩ nói. Thôi vô hiệu hóa, không nói được. Thấy chưa? Nên mình á, mà chồng mình nó chửi mình mà mình mà bực cái tâm mình lên là nó chửi hoài. Tại vì nó cảm lại nhau. Còn nếu như mà nó chửi mình á, mà mình không có nặng nề á, mình thấy tội nghiệp nó đó, là nó chéo chéo hoài không à. Nó chạy ngoài không à. Còn khi mà nó người ta chửi mình mà người ta ghét mình, người ta nói mình á, mà mình bức bội là mình mở cái tâm nó ra. Đang mở cái tâm ra mà mình nó bỏ vào đó nghe. Thì nó bỏ vào nên nó thích, nó tiêu hóa được. Nó tiêu hóa được. Nên những đức nói vì biết nó tiêu hóa được là nó cứ tiến tới hoài. Cái gì cũng vậy, chứ như mình niệm Phật mà tiêu hóa được là mình niệm hoài.
Còn người ta chăm chích mình mà mình tiêu hóa là mình tiêu hóa là bỏ vào á, là nó chữ hoài luôn đó. Còn nếu như mà quý vị mà đóng cái tâm mà bị chửi đó lại, rồi là tức khắc quý vị dịu cái tâm quý vị là tức khắc nó chéo chéo ngoài không à, nó chạy ngoài không à, chạy ngoài không à, nó chạy ngoài không mà nó đâu có vô được đâu mà nói hoài, nó nghĩ nói luôn, nó không có nói nữa mà tới thằng khác nói. Tại vì mình đi đến cái cõi đời này mình trải nghiệm từng người, mình trải nghiệm nhiều người, ta mình chửi nó nhiều người, bây giờ nhiều người ta phải chửi mình quý vị à, nên từ nơi đó cái nghiệp duyên nhân quả phải tin vậy đó. Hồi tối nhà Đức ngồi nói chuyện với mấy chú, nhà Đức nói nè, mấy chú á mà sửa nhà cầu cho mấy cụ đi có phước lớn, tại vì mấy bà cụ cái nhà cầu mà thấp thấp á, ngồi tội nghiệp, thấy không, cái nhà cầu thấp nằm tuốt dưới đất á, ngồi khó ngồi lắm mấy vị, già mà cả trẻ chứ mình mà ngồi còn khó chứ đừng nói chuyện giận chơi, nó thiệt đó, mình ngồi thì mình thấy khó mà ngồi xấu. Cái nhà cầu ngồi chồng hổm nó xấu kỳ cục lắm mấy vị ơi, ông mình những đứa đã từng ngồi rồi, những đứa nói xấu nó vô duyên kỳ cục cái chợ. Quan sát hoàn cảnh nó kỳ cục gì đâu, ông mà nó ngồi chồng hổm mấy vị, ngồi nhà cầu thấp nó chồng hổm á, nó tự nhiên mình thấy hoàn cảnh nó kỳ cục quá. Đúng không? Không, bây giờ quý vị mà để ý thì mới thấy ra nghe. Mà chính những Đức nè, có bữa đó đi vô cái nhà cầu mấy bà cụ mà nhà cầu thấp ở nhà Đức ngồi, trời ơi cái bụng mình nó đã bự. Nó trời là trời sao hoàn cảnh sao mà ở nơi này tôi thấy cái địa thế kỳ quá. À mình nói vậy là không được rồi, cái nhà cầu này mấy cụ mà ngồi hay là gì là thấy nó kỳ, ngồi là tự nhiên mình quan sát nhìn tới nhìn lui cũng nhìn ngay trung tâm thành phố à. Kỳ cục đấy ghê. Xong rồi những Đức mới động viên mấy chú làm nhà cầu cao đi, mấy chú bây giờ đục ra chịu khó đục ra, từ ban đầu mà làm thì nó dễ, nhưng mà khi vậy rồi mà đục ra mà để cái nhà cầu cao vô khó lắm mấy vị. Nên nhiều tối nhà Đức nói là bây giờ mấy chú làm cái nhà cầu cao công đức vô lượng. Mấy ông nói ủa làm nhà cầu mà cũng công đức lớn dữ vậy hả? Xong lớn. Giờ nhà Đức hỏi mấy chú nè, khi mấy chú ăn no xong mà mấy chú mắc á, là mấy chú đi ra được mấy chú thấy giải thoát không? À đúng, giải thoát. Giải thoát quý vị. Đúng không quý vị? À, mà tự nhiên mình mở cửa nhà vệ sinh ra mình nhảy vô là mình ngồi, hai cái chân mình chịu mà mong mình ngồi lên mình thấy sướng ghê. Thấy nó sung sướng ghê đúng không? Đó, thấy chưa? Thì mấy ông nói a à, rõ ràng thầy nói mới hiểu. Thì ra là ngồi lên đó thấy vừa đi mà vừa hút gió niệm Phật được, ngon lành. Còn cái lúc ở nhà cầu thấp là đâu có hút gió nổi. Thấy chưa? Mình thấy không? Đúng là Phật Pháp nó gần gũi ghê quý vị. Nhìn ra đi. Nên về mà nhà mình mà cái nhà cầu mà thấp quá thôi, nó nghe thầy nói là thôi mua cái nhà cầu khác, chịu mấy gắn vô nó cao cao ngồi, vô cái là giải thoát liền à, nhẹ nhàng lắm đó. Nói vậy thấy chưa, phải gì lo cho chúng á, phải tỉ mỉ từng chút từng chút từng chút từng chút cho người ta. Nên những Đức nói với vị á, mình người tu hành cái việc á mà lo cho gia đình nó quan trọng, lo mới độ được người ta, hiểu không? Lo mới độ được cho người ta, hiểu không? Thí dụ như mấy cái món đồ mình tặng người ta nó gần gũi nhất. Ví dụ như lâu lâu mình thấy gói cũ, mình mua cho anh cái gói, người ta nằm mà nằm trong lòng thấy vui. Bà xã tặng cái gói đẹp, trong lòng người ta nhìn cái gói người ta nhớ mình liền, hiểu không? Cái gói đó là món quà gần nhất, mua cái gì mà món quà gần nhất cho người ta, hiểu chưa? Rồi đồ đạc của chồng đồ mình coi quần đùi rồi mình coi lâu lâu mình mua vải quần đùi mình thay quần cho ổng. Trời ơi, mình làm vợ mà vậy ta thương mình cỡ nào mấy bà, hiểu không? Mình ta thương mình cỡ nào, nó thật sự luôn á. Con người nên quan tâm cho nhau quý vị ơi, mà khi quan tâm cho nhau dễ độ nhau lắm nghe. Mình không quan tâm mình độ không có được đâu, phải quan tâm. Còn ví dụ như đây là tôi nói mấy ông có vợ á, vợ mình mà có gì đâu mà mình không quan tâm được,
ha, mình đi coi trong cái tủ đồ nó, có khi nó hà tiện hà tặng, nó không có chịu mua đồ. Có nhiều bà đàn bà bá hà tiện, thà lo cho mình nhưng mà bà không chịu mua đồ cho bà. Ha, mình coi coi đồ đạc của nó, coi đồ này đồ kia coi làm sao, có cũ có rách là may lại hay không. Mình thấy mình đi tìm hiểu mình coi ha. Hoặc là vợ mình phơi đồ, mình lỡ mình coi coi đồ cũ chưa, mình coi xong cái mình ha, mình dẫn đi mua. Trời ơi, mình mà đàn ông vậy thì gia đình mình hạnh phúc biết nhiêu nó đó. Tuy cái đó nó không nhiêu tiền, nó không có nhiêu tiền đâu, nhưng mà nó cảm giác như cái người ta quan tâm cho mình cái tỉ mỉ nhất. Không có nhiều tiền mà nó lại thành quả nghe. Mà gia đình khi mà hạnh phúc rồi nó mới thành đạt. Vì nó hạnh phúc là đi đâu làm cũng tranh thủ về nhà. Nhà mình là từ trường tốt mà, nên đi làm ở đâu cũng tranh thủ chạy về nhà, chạy về nhà. Còn nếu mà cái nhà mà đi về cái là sân si không á, là nó làm xong nó có tiền nó chạy đi chơi. Tại vì nó nghĩ bây giờ có tiền mà đi về nhà mệt mỏi nặng nề, gặp vợ là phiền phức, nên thôi mình đi chơi, mình đi lỡ cái quán cà phê, quán nhậu nào mình đi rủ bạn bè nhậu. Nên nó không hạnh phúc là có tiền nhiều nhưng mà nó xài hết trơn, nên nó không có đậu tiền. Còn hạnh phúc là nó tranh thủ chạy về, nó khoe với vợ, nè em bữa nay làm được nhiêu tiền nè, đưa bà nè. Hạnh phúc là nó đưa cho mình hết trơn à. Hoặc là nó giữ gìn để lo gia đình. Từ nơi đó mà nhà Đức nói 100% gia đình hạnh phúc thì mới thành đạt. Chứ không phải là thành đạt rồi mới hạnh phúc đâu vậy. Thành đạt rồi á, coi chừng nó mắc vợ mắc chồng luôn á. Nên trước nhất phải gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Mà muốn một cái gia đình hạnh phúc là phải quan tâm lo cho nhau. Vì những Đức thấy rõ ràng ở trong chùa mình ai cũng vui là do những Đức quá quan tâm. Mà tự nhiên không phải quan tâm, lần mà nghĩ là quan tâm hoài. Cả đời mình cứ làm hoài luôn, hết lòi cái này tới lòi cái kia mình quan tâm hoài luôn. Giống như thành một trách nhiệm, một công việc của mình luôn vậy đó. Cứ quan tâm hoài vậy đó. Nó ồ, vậy đó mà ai cũng vui lắm. Vui thì khỏe. Vui thì khỏe, hiểu không? Khi mình vui rồi là mình khỏe quý vị. Còn nếu như buồn buồn thì bệnh. Đó, nên những điều những Đức nói cho quý vị nghe đó, quan tâm là việc rất hay. Tập đi. Bây giờ mỗi người chúng ta ai mà không thích được quan tâm. Tại sao mình đi không quan tâm cho người khác? Mình quan tâm cho người khác là mình thấy mình hạnh phúc. Như bản thân những Đức từ khi đi tu tới giờ mới hiểu nguyên lý này. Hiểu rồi thì cố gắng mà làm, chân thật là. Nên những điều mà quý vị về đây á, những Đức chia sẻ đó, là đem Phật Pháp để áp dụng vào cái gia đình của mình. Chứ không phải là mình đi đây mình học Phật Pháp nó chéo chéo bên ngoài không, không được kết quả gì chứ. Nên tại sao mà bây giờ mấy ông chồng mấy ông cho mấy bà đi tu? Vì mấy ông ở nhà cũng nghe. Ông nghe coi coi sao mà vợ mình nó đi lỡ đây nó nghe ông thầy này hoài. Nghe cái kiểu này mấy ông chồng ở nhà ông nói đúng, thầy giảng đúng. Nên muốn cho mấy bà có cơ hội đi tu là mình phải khéo léo làm sao mình giảng mà mấy bà đi được. Mà bây giờ mà mấy ông đi được, mấy bà nghe cũng chịu. Ông thầy này ông dạy chồng đàng hoàng, đúng không? Còn nếu như mình nói cái chuyện giải thoát mà bỏ nhà bỏ cửa, giải thoát mà cái kiểu mà chánh tông về Phật Pháp đó, trong cái thời cuộc nó không đúng. Thời cuộc này nó không có bỏ nhà bỏ cửa được. Xã hội phát triển người ta không đồng ý chuyện này. Còn từ khi mình có duyên mình đi vô chùa mình tu luôn thì cái đó là cái duyên của mình, hiểu không? Còn mình bây giờ là cư sĩ có gia đình thì mình phải làm sao mình đem Phật Pháp mình áp dụng trong cái gia đình mình. Dù vợ chồng không có giàu nhưng mà vợ chồng nó hạnh phúc, cảm thấy nó yên tâm, nó tin tưởng nhau quý vị. Những Đức nói với vị nghe, bây giờ vợ chồng bây giờ nghe đạo rồi ngồi lại nói chuyện nha. Thôi bây giờ anh ơi, em bây giờ em sửa tính em. Hồi đó giờ nói thiệt với anh chứ, em sống với anh mà có những cái em thấy em cũng không dám tin anh. Sống với anh mà khi không dám tin anh, tin mà không tin hết được. Nhưng thôi bây giờ em nghe thầy giảng em tin sâu nhân quả rồi. Thôi em nghĩ ngợi gì nữa đâu. Tiền em có chút đỉnh nè, thôi chúng ta chung tay lại hết đi. Chứ giờ đừng có nghĩ ngợi mai mốt lỡ chia tay rồi. Cũng phải có chút đỉnh, tầm bậy quá, sống với nhau mà kiểu này không có hạnh phúc đâu. Thôi 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 mệt quá. Em tin sâu nhân quả, em tin luôn hoàn toàn. Bây giờ thầy dạy rồi có phận cần gì lo.
Thôi em tin 100%, em không cần nghĩ ngợi nhiều mất công mệt. Nó, quý vị mà vừa phát cái tâm vậy là gia đình mới hạnh phúc đi. Có hai vợ chồng này đến gặp Nhân Đức. Khi nói chuyện, xong, Nhân Đức nói: hai người sống với nhau mà không tin nhau. Tự nhiên sao mình có một cái cảm giác là hai người này sống với nhau không tin nhau. Hai vợ chồng nói: ủa sao thầy biết? Nhìn là biết rồi. Cái cách nói chuyện là không có đoàn kết. Vợ chồng mà không đoàn kết, không tin nhau, mình đánh vào tâm lý. Bà vợ nói: chị không phải là không có tiền, mà là có tiền nhưng cắt riêng, bỏ ra một chút ít để cùng hùng nhau lo cho con gia đình thôi, nhưng tiền cắt riêng, có khoản riêng, chồng cũng cắt riêng, chỉ bỏ ra một chút lo, ai cũng thụ thế để chờ cơ hội bay. Vì sao hạnh phúc? Tự nhiên hai vợ chồng giống như nó đơ cái tâm luôn quý vị. Xong Nhân Đức nói: bây giờ hai vợ chồng mà sống gì, không lẽ hai vợ chồng hùng lại để có con hả? Không lẽ vợ chồng hùng với nhau có con? Vì cái gia đình này là cái gia đình hùng hạch, sao hạnh phúc được? Bây giờ gia đình này, bây giờ tôi hỏi anh chị muốn hạnh phúc không? Dạ muốn thầy. Hai vợ chồng hãy thắt lòng chung tay đi, hòa hợp lại đi, toàn tâm toàn ý hòa hợp lại đi, toàn tâm toàn ý hòa hợp lại. Hai chồng nghe lời Nhân Đức. Nửa năm chờ sau, đến gặp Nhân Đức nói rằng: công nhận bây giờ gia đình con vui thế ghê, con nói thật sự con quá cảm ơn thầy. Bây giờ vợ chồng chung tay hết trơn, mà không cần làm nhiều quá mà cũng có dư. Còn lúc trước sao làm hoài mà không có dư? Nó dư để riêng mà dư chống ôn gì? Dư toàn bộ để riêng không mà có gì sao mà dư? Còn bây giờ nó cộng tác lại hết trơn thì thấy nó dư chứ sao? Nói vì thấy chưa? Thiếu lòng tin là làm sao có sự an lạc được. Con người mà sống nhau mất lòng tin, mà đa bằng con người bây giờ với con người mất lòng tin quý vị ơi. Quý vị mà tin sâu nhân quả đó nghe, đừng có sợ người ta gạt quý vị. Nó thật sự 100% luôn. Hãy tin sâu nhân quả đi, không có cái chuyện gạt đâu. Mà cũng không có thiệt thòi đâu. Sao mà thiệt thòi? Bây giờ Nhân Đức nói bây giờ tất cả hàng Phật tử nè, nếu như mà quý vị bị gạt mà sạch nhách, không còn tiền bạc gì luôn, của cải nhà cửa sạch nhách hết chân luôn, bị đuổi ra khỏi nhà luôn, bị đi lại chùa, Đức nuôi cho, nuôi từ bây giờ nuôi cho tới chết luôn, nuôi quý vị luôn, có khi quý vị còn an lạc hơn, tự tại hơn nữa, nó thiệt luôn á. Có khi mà quý vị sau này quý vị ngồi suy nghĩ, trời trời, bởi vì người ta gạt mình, bây giờ mình sung sướng ghê, tự nhiên sao mà nó bình an, mỗi ngày được tu hành, sống những ngày tháng có ý nghĩa luôn. Nó đến mức mà nó mắc chỗ này, nó xuất hiện chỗ nấy liền, cái phước phần của mình nó còn đặc biệt hơn nữa. Đừng, hãy tin đi, không có ai gạt mình được đâu. Nó không có nhân thì nó không có quả, hiểu chưa? Không có nhân thì không có quả đâu. Nên Nhân Đức nói đây là cư sĩ thôi, còn nếu như là cái người tu đạo như Nhân Đức mà không tin nhân quả nữa thôi. Thầu ơi, phải tin nhân quả, nhớ nghe, nhớ đó. Cuộc đời chỉ mấy chục năm thôi, ngắn ngủi lắm trời ơi, đừng có mà nghĩ ngày nay có ăn là được rồi trời ơi. Mà cái ăn này người ta có cái cầu mấy ông ngu, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Nhưng chưa, người ta có cái cầu. Bây giờ hỏi thầy sao mà mỗi ngày thuyết pháp như khôn hơn cạn tiếng, làm việc dữ gì? Vì người ta có cái cầu nên tôi phải cố gắng mà lo, hiểu chưa? Giống như làm việc cho người ta thì phải hết lòng. Người ta đưa cho mình, người ta đều có cái cầu, không nào là cầu an, cầu siêu, tùm lum, thì tôi phải hết lòng hết dạ tôi làm lại cho người ta, phải dư ra để mình mới có vốn để về cực lạc, hiểu chưa? Còn quý vị thì quý vị tạo ra, quý vị sốc, quý vị đưa toàn là cầu không mà.
dù cho cúng dường Tam Bảo nhưng cũng là cầu chứ, cầu an, cầu siêu, cầu hết bệnh, cầu tùm lum tùm la, hiểu không? Nó nên những đức thường nói với mấy anh em trong chùa mình, đồng tiền người ta đưa cho mình phải cố gắng, mỗi ngày mình cũng phải niệm Phật, mình tu thì bản thân mình mới có. Tôi nói vậy đó, mọi người suy nghĩ đi, tự mình suy nghĩ. Ừ, hồi đó kìa thấy mấy người luôn kìa, quen nhau cuối cùng đi tu đó, chết ông ai hay, chết ông ai hay. Rồi có người hỏi Nhân Đức, thầy sao mà cũng là đi tu mà sao mà thê thảm vậy thầy? Vì cá nhân, cái gì cũng cá nhân mình hết trơn, mình dùng riêng cá nhân mình không à, mình dùng giết mình sạch phước báo, mình đâu có kết duyên với người ta đặc biệt đâu, nên cuối cùng đâu có ai giúp mình, mình chết một mình, nằm trong cái cốc chết không ai hay. Hồi đó giờ Nhân Đức thấy mấy người luôn đó quý vị, nên Nhân Đức nói mình có một cái chỗ ở cá nhân mình tu, nhưng mình phải cố gắng niệm Phật, mình dụng công mình tu nghe, chứ đừng có nói mình đi kiếm tiền kiếm bạc rồi mình về mình ăn chơi đồ mình thoải mái, cái gì nó cũng có cái giá của nó trơn. Trời ơi, không có giỡn đâu nghe, thấy không? Hưởng một đời ngắn ngủi mà trả đời đời kiếp kiếp khổ đau. Thôi tôi thấy mỗi ngày tôi làm việc mà tôi cũng vui, tôi thấy nếu mà kêu tôi chọn, thầy bây giờ thầy lo cho chúng gì cũng cực, rồi chọn nếu mà thầy đi tu mà thầy cá nhân mình thầy thoải mái, thầy khỏi cần lo cho ai, ai cúng dường thầy nhận thầy dùng thôi. Tôi nói thôi cho tôi vô trong chúng tôi ở đi, có gì yếu cũng che qua che lợi nhau, thí dụ như một miếng ngói làm sao bằng trăm miếng ngói, một miếng ngói che mình này không bằng 100 miếng ngói che mình đâu, đúng không quý vị? Bây giờ Nhà Đức nói cho quý vị nghe nghe, bây giờ quý vị ngồi trong đây, có một cô ngồi trong đây mà chồng nó đang định vô đánh quý vị, nó tin nó kéo ra nó đánh, nhưng mà nó thấy nguyên một cái vàng này ngồi nó không dám vô, nó chờ đi ra đường chút đi mình nó quýnh, không dở đâu, đúng không? Cái này dễ hiểu nè, thì mình thiếu phước đi, mình cộng tác với nhiều người thì phước mình nó tăng, nhưng mình có một ngọn đèn, đúng không? Tôi nói gì đó, tự cư sĩ nghe và tự mỗi người nghe đi nghe. Nghe đó, lợi chùa kệ đi, cũng ngồi nghe mà mình suy nghĩ, tàu ông sao ông thầy này giảng mà nhiều người coi với nhiều người nghe quá vậy. Ngồi thì cũng phải nghe đi, nghe thử coi nó có cái gì ngon không. Không nghe uổng lắm, nghe chèn. Nó những đức nói với những người hữu duyên á, nó dài 300 ngàn, nó không tới đâu đâu. Khi một lời nói này nó còn hơn ngàn vàng đất thảo, chứ không giỡn đâu, phải để ý đi. Tôi cũng nhờ nghe được mà tôi mới có ngày hôm nay đó, chứ nếu tôi không nghe thì tôi cũng lông bông nữa rồi, hiểu không? Lông bông thì một mình có một ngọn đèn, làm sao sáng bằng 100 ngàn ngọn đèn nó cộng tác. Quý vị đi đến đây thì giống như bao nhiêu ngọn đèn ta thắp lên nè, ngọn đèn mình có ngọn đèn bóng tối sao mà tan biến, còn quá nhiều ngọn đèn thì phá tan bóng tối vô minh. Nên từ nơi đó mà nó đứt chúng như biển cả mênh mông, mình phải gần chúng, nương chúng, mình sống, mình tu hành, mình phải vậy đó. Còn cá nhân thì phải nỗ lực, cá nhân là cao lắm rồi, phải cố gắng, chứ nếu không á là nó buông thả buông trôi cuộc đời của mình, rồi tự nhiên nó nạn nó đến, phước nó hết, nghiệp nó tới, nó ập mình, nó đè mình chìm ngắm luôn, chìm xuống luôn, nguy hiểm lắm. Nên những đức nói mấy anh em trong chùa, mấy ông ơi cố gắng đi, nương chúng nhờ chúng, cố gắng mà sống với chúng á. Nên mấy anh em trong chùa cư sĩ đâu vậy thôi, nhưng mà họ phước báo, tại vì họ phục vụ chúng sanh, anh em phục vụ chúng sanh không à. Nên có một chú ông xin nói, thầy con muốn đi kiếm cái thắt con tu riêng. Vậy đức nói thôi đừng có riêng, khó lắm. Bây giờ mà nói tôi tu mười mấy năm nay mà kêu tôi đi kiếm cái thắt ở mình, tôi nói hôi buồn lắm, sợ ma lắm, ở chung với chúng đi cho nó ấm áp hơn, một mình tu không được đâu, không dễ đâu. Còn người ta một mình là người ta tu giỏi dữ lắm rồi, người ta mới tu mình, nghĩa là người ta tu mình ta là người ta phải luyện công phu dữ lắm, đi đâu đi mà chở về cốc là phải tu tụng kinh niệm Phật,
rồi nhiệt tình hết lòng mà làm. Còn dù cho người ta cúng mình, nhưng ăn cái nào ăn, dùng cái nào dùng, đúng nó đúng chỗ. Tại vì đồng tiền người ta cũng cực khổ đưa cho mình. Mà nếu mà mình đem về mà hút thuốc, uống cà phê, ăn chơi thoải mái, gán chịu ghê lắm. Không có giỡn đâu trời. Nó nên mới nói là hạt gạo chúng sanh nặng như núi Tu Di. Đời này không liễu đạo mang long đội sừng mà trả. Hạt gạo đó không đơn giản đâu. Ừ, mình nói đây cho chúng trong chùa mình nghe, cũng cố gắng tu mà Phật tử cúng dường cũng cảm thấy thích cúng nữa. Tại vì quý vị phát tâm vì cúng là vì cứ thành tâm mà làm đi. Còn cái người dạy là phải dạy thôi, để cho người ta hiểu được nguyên lý của nó. Chứ nếu không ta nói tạo gì chùa tôi có nghe ông nói cái gì đâu, dính dáng tôi gì đâu. Bây giờ tôi nói đó có dính hết trơn rồi đó. À, tôi nói có dính hết trơn luôn á, không giỡn đâu nghe. Ừ, nên những đức thường nói với mấy anh em trong chùa mình, những đức nói mấy anh em à, thà ăn đơn giản mấy anh em. Mấy cụ ăn cái gì mình ăn nấy đi, mấy cụ ăn chén nào mình ăn chén nấy đi. Cái chén à, quan trọng là cái cơm á. Không, cái chén thôi, quan trọng là cơm á. Nè, nên từ nơi đó đừng có làm cái chuyện lạ quá, thấy mình hơi cao siêu. Thôi, cơm mới quan trọng, còn chén sao cũng được. Nghe không? Quý vị, những đức nói thiệt chứ. Bây giờ quý vị lấy muỗng dùa cho những đức ăn cũng được. Miễn mình nấu cơm ngon cho những đức ăn là những đức ăn ngon. Nó dòng gió, mà sống có ý nghĩa là ăn ngon quý vị. Ồ, à, gì đâu. À, sống có ý nghĩa là ăn ngon à. Đó, mà tại vì lương tâm nó vui. Mình nghĩ rằng tương lai mình sẽ được Phật rước. Tại vì cái hành động mình sống mình biết Phật sẽ rước mình. Tại mình nhiệt tình với Phật, nhiệt tình với vô Pháp. Mình nhiệt tình hết lòng hết dạ với mọi người là tăng. Vậy thì bây giờ mình hết lòng hết dạ rồi, mình tin, mình niệm Phật, Phật rước mình tin. Cái tâm trạng mình tin là mình sống, mình tương lai Phật rước mình. Mình vui lắm, mình đã vui được vậy thì quý vị nghĩ thì cuộc đời mình. Ôi ôi, quý vị biết những ngày tháng mình sống, ăn uống đơn giản bình dị cũng ngon. Thấy hạnh phúc quá. Nó nên những đức nói mình mà chỉ cần niệm Phật mình tu, mình biết Phật rước mình hay không. Chỉ cần mình chân thật mình niệm Phật là Phật rước mình. Con dạ Phật ơi, con là phàm phu, con còn nhiều điều sai lắm Phật à. Có khi cũng còn buồn giận lắm. Tôi nghe thầy giảng vậy đó mà có khi cũng giận cũng hờn, không vừa lòng không vừa ý. Thấy ai hơn con cái gì chút thì con cũng không có chịu đâu Phật à. Thì thật sự mà nói con là phàm phu mà Phật, chứ con đâu có dám bì với Phật được đâu. Cũng vì phàm phu nên con không có biết đường đi về cực lạc. Nên thôi bây giờ con nghe nói chỉ cần trí tâm tin ưa, niệm danh hiệu Ngài thì Ngài rước. Thì thôi con còn tập khí dữ lắm, nhưng mà con cũng thành tâm thành ý niệm Phật, để mong một ngày nào Phật rước con. Vì Phật có rước con không Phật? Nói vậy đó. Mình nói thật lòng mình là mình còn sai. Tỏ bài với Phật, mà tỏ bài gì nó nhẹ lắm nghe. Tỏ bài có khi người ta không biết tưởng nó mình khùng. Cái chuyện mình á, mình tỏ bài. Hoặc là mình niệm Phật mình cầu sanh cực lạc, nhưng mà mình ngồi trước Phật mình nói dạ thưa Phật, con không biết tâm sự với ai. Vì tâm sự với người ta sợ người ta nhiều chuyện nhiều điều, rồi lúc đó xảy ra nhiều vấn đề. Hoặc là tâm sự với người ta khi làm ta phiền não nữa Phật à. Nên con thấy Phật từ bi quá, nói gì nói Phật mới trả lời. Nên con tha hồ con nói. Nên con nói với Phật, với Phật cũng không có, Phật không có nhiều chuyện nhiều điều. Còn con chơi với nhiều người con thấy sao kỳ quá, thăng là thăng mà lỡ cái gì cái là nhiều chuyện nhiều điều kỳ dữ lắm. Con thấy chỉ có Phật là không có nhiều chuyện, cứ đứng chơi hoài mà chứ không có nói ai gì. Chúng sanh vui buồn gì Phật cũng mỉm mỉm cười. Con thấy Phật dễ thương quá nên con tâm sự với Phật. Bây giờ con thỉnh được bộ tượng Phật ở chùa tặng đem về, nên lúc con rảnh con lên con tâm sự với Phật. Phật ơi, tuy con niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng mà sao con còn nhiều cái tâm ghen tuông quá. Chồng con đi sớm về muộn là con tức lắm, con sợ. Sợ nó ra ngoài biết nó có quen con nhỏ nào không. Con muốn chia chác tình cảm cho ai đâu Phật à. Cái tâm con gì không biết, con niệm Phật Phật có rước con không biết. Nhẹ nhàng lắm quý vị. Tỏ bài mà mình hết lòng mình thôi. Phật cũng mắc cười ghê, Phật có thấy dễ thương ghê. Cái gì cũng nói chân á, hiểu không? Nó Phật ơi Phật, con vậy đó, con niệm Phật con muốn sanh cực lạc, phát nguyện mạnh lắm. Nhưng mà mặt chỉ cần nói mụn hay xấu một chút là con cũng không có chịu Phật à. Nên Phật cũng gia hộ cho con. Thôi đã tu rồi niệm Phật, đã nói là niệm Phật là niệm vô lượng công đức. Niệm Phật là đẹp, nhưng mà con sao thấy con càng niệm càng xấu. Nên Phật
cũng gia hộ cho con. Sao mà cho con coi được một chút để mà con khuyên mọi người niệm Phật giống con? Sao mà con niệm giết mà sao mặt con nó bằng bù xù bèo nhèo, xấu kỳ cục quá Phật ơi. Phật nó Phật thương con, sớm muộn gì con cũng về với Phật rồi thôi. Phật cho con một miếng phép thực thần thông gì để con mặt mày ngủ đêm nay ngày mai cho nó đẹp lại thôi Phật. Mình nói chuyện vậy đó mà mình cởi mở lắm nghe. Không giống như mình quý vị nói ra rồi bị giải thích. Tuy là nói với Phật nhưng mà bị nói ra cái bị giải thích. Giải thích từ từ nó thoát cái tâm. Khỏi cần nói với ai mất công mệt. Nói với người ta mất công phiền não. Nó cũng hay lắm quý vị. Rất là hay luôn. Giống như mình đi chùa mình gặp cái việc đó cái mình về mình nói: Phật ơi con đi chùa cứ nghe thầy nguyên một nhóm nghe thầy giảng từng nào cũng nghe, mà sao còn nhiều cái tập khí mà thầy cứ nhắc cái chuyện mà đừng bùi dặn người để trong tâm, mà sao cái chuyện này sao mà nó khó làm chẳng ai gì không biết. Tuy là nghe nó đơn giản mà sao nó khó, thiệt là khó. Phật ơi bây giờ Phật có gia hộ cho con làm sao mà để con đừng có dặn người để trong tâm coi Phật. Chứ con thấy cái mòi dặn người để trong tâm, đi tu về tới nhà cái sân si khó chịu, có khi còn nhắn tin trên mạng nói này nói kia châm chích nhau đủ chuyện tá lạ âm binh. Con thấy thì sao mà nó kỳ cục gì đâu. Con thấy con đúng là một phàm phu nặng nề quá Phật ơi Phật. Được chưa? Thấy không? Nó cởi mở liền á, không phải giỡn đâu. Nói ra với Phật, rồi nhờ cái đức của Phật mới che chở cho mình. Rồi cái tâm mà xấu đó của mình nó tự tan biến đi. Vì mình đã cởi mở rồi, mình nói ra rồi, mình nói ra cho Phật nghe rồi. Tại vì đầu tiên mình nói mình là phàm phu, chứ mình có nói mình hay ho gì đâu. Phàm phu mà, nó phải còn nhiều nghiệp chướng chứ, hiểu không? Nhưng mà ngồi nói với người này người kia thì mất công phiền phức. Có khi nói rồi nói tới nói lui, nói qua nói lại, nói rồi là nói lỡ cái là khác liền. Ngộ lắm. Nên từ nơi đó mà mình đừng có nói với ai, mình nói với Phật á. Tâm sự với Phật đi, hay nhất. Còn nếu mà có thời gian tâm sự những đức là ngon lành. Có nhiều cô có gặp những đức, bà nói chuyện thầm kín đâu này kia các bạn. Xong bà nói nè thầy ơi, con mong thầy đừng nói với ai nghe. Những đức nói chắc chắn 100%. Không bao giờ nói cho một người nào nghe. Bà nói dạ, thầy hứa gì con yên tâm con nói. Bữa sau những đức giảng cho mấy ngàn người nghe. Bà nói thầy. Thầy hứa với con rồi mà. Sao thầy nói tùm lum tùm lá cho người thầy. Tôi nói là không nói cho một người nghe. Cụ này tôi nói cho mấy ngàn người nghe mà. Chứ đâu phải nói cho một người đâu. Này là nói chung. Na mà nói chung để làm chi cô biết không? Nói chung để mọi người ta gánh bớt cái nghiệp dùm cho cô bớt đi. Để cho cô khỏe. Con nói trời cảm ơn thầy, bây giờ thấy cũng nhẹ ghê. Có những cái chuyện gia đình, cái chuyện của mình mà mình nói ra có nhiều người dính y rang mình. Rồi mình nói ra xong mình mới giải tỏa, mình nói ra xong mình mới cởi mở. Thì bây giờ mình cởi mở ra là cởi mở nhiều người. Mà nhờ cái nhân của câu chuyện này mà nó mới có cái quả cởi mở nhiều người. Từ nơi câu chuyện của mình mà tiêu nghiệp. Ta nói là cái ý vậy đó. Chứ người ta có nói bà xài, bà én nào đâu. Không có nói tên tuổi đâu sợ. Mình cứ ngồi im gu vậy đó. Cái chuyện của mình mà thầy nói mình cứ im gu. Mình làm vậy nè. Nghe hầm hầm đó, biết không? Thấy nói mà sợ đụng chạm mắc cỡ hầm hầm. Lần đó bà nói những đứa nghe. Bà ngồi trước mặt những đứa bà nghe pháp. Xong cái những đứa nói chuyện mới làm nè. Sao như Đức giả chút như Đức làm nè. Bắt đầu bà dưới bà mắc cười chịu đâu có nổi. Chú bà cười luôn. Xong cái chú bà ra bà nói tàu thầy ơi, cuối cùng mà con cười lên một cái con nhẹ thấy ghê. Thoát hết cái tâm luôn. Thấy chưa? Câu chuyện của mình giúp mình tiêu nghiệp đó. Không có giỡn đâu quý vị. Giống như cái cô kia kìa, chồng của bà mà bị ung thư quý vị. Thôi ung thư cái cần cổ. Mà dòi nó bò qua bò lại lúc nhúc, vì có coi không, lúc nhúc cái cần cổ á, mà nó ung thư mà nó ăn mà một cục dòi vậy nè, nó nằm ngay cần cổ á, bò tơ bò lui bò xuôi á, bò ngược. Ồ quý vị biết những đức nó thật sự phải ăn cơm xong mới được coi, còn nếu trước giờ ăn cơm mà coi là cái như là khỏi ăn cơm cũng no cái cục á.
cần cổ con bé lớn nhưng nó đen thui. Rồi xong nó một cục bé lớn dồi nè, nó bò lúc nhúc cho nó chơi trong á. Nó bò tới bò lui nó chơi trong á. Ghê chưa? Mà ổng mỗi ngày nghe pháp như Đức luôn, niệm Phật luôn, mà nguyên một cục dồi ngay cần cổ vậy nè, còn bên ống thì nó chiền xuống đây vậy nè. Nó ngồi nghe pháp cừ. Bà nói trời ơi rớt mười mấy con vậy thầy. Tại vì nó bò lúc nhúc gì nè, ổng cừ á. Tại vì Đức giảng chịu đâu nổi ổng cừ. Ông cừ. Nó văng dồi chứ. Cái khăn hứng vậy nè, nó văng xuống. Văng xong túm bà đi quy y nó đem ra ngoài. Cái ông nói thôi để vô lại cho nó sốc. Bà đem ra ngoài nó chết sao? Trời ơi cái tâm ông này kinh khủng quá trời. Tại vì ông cừ là nó văng như mưa vậy đó. Rồi xong ở dưới nó chui ra nữa. Không biết sao nó ghê vậy đó. Rồi xong là bà túm là bà đem ra ngoài. Thì ông nói thôi đem đây bỏ vô lại. Chứ nếu không nếu không để ngoài nó chết tội nghiệp. Tại nghe thầy giảng sát sanh là tội nặng. Tôi cũng từng sát sanh cắt cổ chúng sanh bị này bị kia. Bây giờ tôi mới bị cần khổ gì. Bây giờ mà bà còn đem nó đi để mà nó thọ mạng chưa hết mà nó chết. Là tôi mang tội sát sanh. Thôi được rồi bà để vô lại giùm tôi đi. Bà trời bà gấp bà nhắm mắt bà để vô lại. Rồi nó chui vô đó nó ở trong đó nữa. Vậy đó mà nó đòi nợ ổng. Ổng mới chết. Mỗi ngày ông mang cái gì đó mà ổng ngồi nghe pháp thì đứng cười nè. Làm gì đó. Văng cái. Trời ơi xong bà ngồi kế bên lụm bỏ vô lắm. Ngay gần cổ bị thấy kinh chưa. Trong cuộc đời này đa dạng bệnh. Mà nghe cái vụ này quý vị thấy quý vị đang hạnh phúc không? Các vị đang lành lặn thấy chưa? Vậy đó người ta bệnh như vậy đó mà người ta không sân si. Tại vì ông nghe pháp vậy đứa sân si gì? Ông kêu bà quay là gửi cho thầy coi đi. Để thầy khuyên người ta ăn chay để Phật đi bà. Tại ông nói chuyện đâu có được, nói cái tiếng gì đó. Ông ngồi ông nghe pháp tối ngày nghe vậy nó giảng suốt vậy. Nói nhờ nghe thầy giảng mà tôi không giết mấy con dồi. Chứ tôi một nghe thầy giảng chắc tôi giết sạch nhất đó. Đúng không? Thấy ghê không? Trời ơi thấy ông này công nhận thấy ghê thiệt. Thấy chưa đúng là cái cõi đời này không? Thăng tứ đại rã rờ. Sanh già bệnh chết. Chưa già cũng bệnh. Nó ổng mới chết. Ổng mới mắc. Mắc xong hộ niệm đàng hoàng cho đưa đi thiêu. Hôm qua vợ với hai đứa con còn nhỏ nhỏ đưa lên. Nhà Đức kêu đem qua bảo tháp thờ bên à. Nếu muốn gì qua bên hộ pháp tu thì qua. Còn nếu bên ở bảo tháp tu thì cũng được 49 ngày tu cho chồng. Với hai đứa con nhỏ nhỏ 5 tuổi. Mà đi với cô lên chùa nay không biết có qua đây không nữa. Có qua đây tu không đó. Nên từ nơi đó biết sao? Đó. Cái nghiệp duyên ghê chưa. Trong cái cõi này ghê lắm. Đủ thứ nghiệp không? Bản thân mình đang khỏe gì bây giờ nghe gì đi. Ai biết được mình đang tương lai bệnh gì. Thôi cái nghiệp duyên ai biết mình nghiệp gì quý vị. Có khi những đức khỏe gì mai mốt những đức bệnh gì ai biết. Tự nhiên mai mốt tự nhiên nổi lên là thầy Nhân Đức bị sida. Tự đó thầy đi tu. Tu vừa quấy đâu đây mà tự nhiên cho nổi lên bị sida kìa cậu nguyên thầy. Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu mà chắc tại cạo râu lộn lạo hay sao. Sida. Cái này cũng mắc cỡ lắm mấy vị. Tự bệnh gì bệnh như sida kỳ lắm mà tự ta đánh giá chết một. Hiểu chưa? Nói bệnh gì bệnh như thôi sida đừng dính nghe thật. Thầy tiếu thấy ghê. Ai mà biết bệnh gì xảy ra với mình chàng. Chúng ta đang mang cái thân này nghiệp duyên. Mình có biết cái gì đến với mình đâu. Nên những người trẻ trẻ mà ngồi ở đây mà nghe gì thì trong lòng mình nói tờ ơi nghe thầy giảng. Cái mình nói đúng là cái cõi đời này vô thường. Bây giờ mình còn trẻ mình cũng phải gầy dựng cái tâm tu hành. Tại vì mai mốt ở đây mình già mình muốn tu cũng được. Còn trẻ sao không tu đi. Hôm qua gặp bà già 73 tuổi. Bà nói một câu trời ơi nghe thầy giảng gì đâu mà nó thấm thiết từng chút. Nó làm vậy đó. Xong nó bây giờ tôi hỏi bà hồi xưa bà còn trẻ, bà chỉ lo cho một gia đình, bà lo giàu, lo nghèo, lo tùm lum chuyện. Rồi bà thấy bây giờ tuổi già bà thấy bà lãnh đủ không? Thở đúng ý ra vậy thầy. Thầy giảng sao không có sai chút nào hả thầy ạ? Nó tao bà bình tĩnh bà nghe rồi bà khóc rồi mệt quá. Nói, bây giờ bà thấy ông già rồi khi nói con mà con nó không nghe bà thấy thầy ơi đâu bị nghe luôn thầy ơi thầy. Bây giờ nói nó nói không nghe. Nhà cửa để ra cho nó hết trơn. Nhưng mà được kêu đi đâu không biết đi về đâu. Ông cấp còn giữ số tiền để dưỡng già.
nó ngọt nó dịu đưa cho nó hết trơn. Bây giờ nó cắt không còn nữa thầy ơi thầy. Khổ ghê chưa. Kìa mới có ông kìa, mới ghé xin tu. Đó. Hai đứa con gái thằng con trai. Hai đứa con gái đi có chồng, bây giờ không đứa nào nuôi ổng. Một người con trai đi xuất gia, đang đi học, cũng không nuôi ông được luôn. Cuối cùng bây giờ ông lỡ ông xin ở. Hôm qua có ông, hai con mắt bị mờ, cũng là con bỏ rơ. Ông nói giờ không còn đường đi. Mấy thầy hỏi bây giờ nếu không nhận ông thì làm sao. Ông nói đi xin ăn chứ làm sao. Rồi cuối cùng nhận ông luôn, đưa vào bảo tháp. Thấy không, bởi vì ba ngôi chùa Hòa Thượng xây đúng là cơ hội chúng sanh. Ghê không, bao nhiêu mảnh đời nó chuyện dẫn chơi hả. Còn có một lần mà cái ông mà bị bỏ, bị bỏ rơ không giấy chứng minh luôn, nó chạy chiếc xe ba gác đó, nó để ông xuống đường trước trước cái bảo tháp, chạy cái dù. Mấy chú tưởng đó là mấy chú tưởng nó chở cải đó, nó cũng dường. Nó bưng cái gì xuống, nó bưng cái gì xuống, nó đẩy cái rộng đó nó chạy, tưởng đó là nó cũng dường cải vậy đó, cải muối cái gì nó cũng dường, nó chạy mất tiêu. Cuối cùng mấy chú chạy ra thấy ông già làm nè. Tự đâu nó cũng cãi rồi, nó cũng ông già. Vô coi ông, không có bộ đồ nào chứ, đúng một đồ bộ đồ bằng, không có giấy tờ gì luôn, chạy mất tiêu. Còn kể cho bị nghe còn cái chuyện này kinh khủng nữa. Bởi vì nó thấy trong chùa có nhiều chuyện bất cười thì ghê. Bà già nó đang ở gì trong chùa, mà có những khi nó bỏ, mà có những khi nó bắt gì kỳ cục lắm quý vị ơi. Bắt bà già mà bắt kỳ cục lắm kìa. Bà già đang ở trong chùa, mà ở hồi đó giờ lâu rồi, mà nó mấy thằng nó lợi, nó nói là ở thì ở, nhưng mai mốt yếu yếu phải đem về. Tại vì hồi đó tới giờ chấp điếu ở ngoài đi nhiều dữ lắm, bây giờ về làm đám để mà có lại, chứ không thôi mà trong chùa không có được đâu. Nó nói nhiều lần vậy đó. Nó không, cái việc này nuôi trong chùa để cho bà trong chùa, bà mắt bà có tâm nguyện trong chùa, tội nghiệp bà để bà trong chùa đi. Nó không, trời ơi không vô duyên à. Cuối cùng bữa đó cái cô ấy, cô đi ra phía sau cô giặt đồ để với bà già ngồi phía trước, giờ mà nó chạy xe để nó ống đeo vô xe đóng cửa cái rộng, cái cô kia chạy ra ơi trời ơi bắt bà già chạy cái vô mất tiêu luôn. Không cảm ơn cảm gì chứ, đem nó lên xe đóng cửa chạy mất tiêu. Đó là thật. Vì đâu mà trong chùa nhiều chuyện lạ thế ghê. Hồi đó giờ nó bắt nít ai, nó bắt bà già. Nói trời sao cái chuyện trong chùa cho nhiều chuyện mắc cười quá trời mắc cười. Cho chuyện gì cũng có chứ, ngộ lắm quý vị ơi. Bởi vì tôi nói trong cái cuộc đời này quý vị ơi, có vợ, có chồng, có con, mình cố gắng mình tu đi. Có khi còn nhỏ hói vậy đó mà mình ẩm bồng, mình thương yêu, nựng nịu vậy đó. Nhưng mà sao nó lớn lên nó khác. Nó có gia đình khác rồi, nó khi nó không có thương mình. Mà không phải ai cũng vậy, nó có phận cần gì lo mà mình sợ mình không có phận ha. Nó phải lo. Mình không có phận thì mình lo. Lo gì thầy, lo tu. Lo gầy dựng niệm Phật đó, bây giờ đi. Lo tu đi chứ đừng ở nhà nói bận quá không tu được. Cái bà nào mà gặp tôi mà nói bận mà không tu được có chừng. Ôi là trời, gì đâu bận. Lo tu chứ bận mai mốt ai giúp mình. Nó già vô nói quá trời đó. Nó hôm qua giờ mấy ông mấy bà đó vô đi mò nó trời đi đâu rồi trời. Nó không thấy đường nữa. Sao ngủ quá. Không thấy đường mới vô đây sao ngủ. Nó thấy chưa? Thấy rảnh rõ ràng quý vị. Nó bây giờ không nhận đi đâu là đi bán đi không? Chỉ số bán sao có tiền mà bán? Đi xin ăn nó thở. Mà chịu niệm Phật không? Dạ niệm, niệm sao? Phật Phật ta thôi. Thì mình nói biết niệm Phật không? Thì nhà đâu có niệm Phật. Mình nói biết niệm Phật không? Dạ biết. Niệm sao? Phật Phật. Rồi tôi thấy cao thủ niệm Phật đó. Ông này cái dạng là nhất môn thâm nhập luôn. Mình thì còn A-di-đà Phật, còn A-di-đà, còn ổng chơi cái chữ Phật một luôn.
Mình hỏi ông biết niệm Phật không? Nói biết. Niệm sao? Phật, Phật, Phật. Trời quá dữ dằn, tôi thấy cao thủ thiệt rồi. Thôi được rồi, A Di Đà Phật. Ông nói A Di Đà Phật. Cũng khôn ghê. Ý nó là biết niệm Phật mới nhặn. Hỏi biết niệm Phật không? Biết. Niệm sao? Phật, Phật, Phật. Đúng là cao thủ. Cũng khôn ghê. À, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà vậy đó, mà cái ông mà bị con bỏ bữa nay nuôi mập lù, nuôi mập luôn, khỏe vắng ngon lành, nay đẹp trai lắm. Ngoài Bảo Tháp á, thì hỏi con cái ông đẹp lắm, nay đẹp trai lắm, ngon lành luôn. Mấy chú nuôi mến tay mến chân mà, nuôi cũng lo lắng, nhắc chỗ này chắc ta đem bỏ nhiều lắm. Không mà chơi vậy quả báo lớn lắm quý vị. Chơi vậy sai lắm, quả báo lớn dữ lắm. Tại vì đối với ông bà cha mẹ mình, đối với người thân mình mà mình đối xử gì thì bản thân mình tương lai cũng y rang. Giống hệt là cái câu chuyện mà những đứa kể với bị nghe đó. Cái bà vợ mà nghe mà nói với chồng kêu giờ cha mẹ già rồi thôi, đóng cái xe đưa cha mẹ lên rừng. Cái chuyện này ngày xưa á. Cuối cùng cái đứa con trai nó hỏi cha, đóng xe chi cha. Sau cái ông cha nói, ông nội bà nội mày già quá, trong nhà chặt chội nóng nên ba đóng cái xe để đẩy ông nội với bà nội mày lên rừng cho mát. Bỏ trên cho mát xong đứa con nói à cha, đẩy xong rồi đem xe về cho con. Chi mày, xe để cho luôn, đẩy gì xe làm gì? Ba đem xe về cho con đi mà, để mai mốt cha mẹ già con đẩy cha mẹ lên rừng. Nó ghê chưa, cái nhân quả thì kinh cho quý vị tứ liền. Nó nên mình đối xử với cha mẹ mình sao á, thì mình hãy nhìn ra cái quả báo con mình đối xử với mình gì. Mà còn có lời, có lời nữa đó nghe. Đó, nên dù cho cha mẹ mình còn ăn mặn, quýnh bài, quýnh số đề, chơi, nhậu bia, nhưng bổn phận làm con lo là phải lo thôi. Nó dòng gió thôi, trách nhiệm là phải làm. Các vị hỏi lại thầy, thầy ba mẹ con ăn thịt, uống rượu, ăn thịt chó, quýnh bài, quýnh số đề. Bây giờ con để cho ông đói, ông chết, chứ bây giờ cho ông ăn vậy, ông tội, con tội thì sao? Tầm bậy. Sinh tồn của con người ta là phải sống. Cha mẹ của mình dù như thế nào đó là nhân quả của cha mẹ mình. Còn bổn phận làm con phải làm tròn trách nhiệm của bổn phận làm con đối với cha mẹ. Đó là đúng, không có sai. Cái duyên đó mình kết rồi, mình về cực lạc, mình trở lại mình độ cha mẹ mình sao? Đừng có gấp, đừng có gấp gáp. Ta không có chịu mà gấp là làm sao được. Họ chưa có chịu tu mà mình ép họ đi tu, họ chử vào pháp, đoạn duyên sau này còn hơn. Thà mình lo tu cho tốt đi. Quý vị muốn độ người thân, quý vị chỉ cần quý vị tu cho an lạc. Tu sao mà vui vẻ an lạc. Hồi xưa cho cha mẹ tiền cho keo lắm, mỗi lần cho 2,000. Bây giờ mỗi lần mình cho gút rẹt 200 ngàn. Thấy không, đi tu giết. Tự nhiên cha mẹ mình nói công nhận, từ khi mà nó đi chùa tới giờ không biết ông thầy nó giảng làm sao mà con nhỏ nó rộng rãi. Nó cho tiền gì đâu mà rộng rãi dễ sợ. Để bữa nào con dặn cha đến gặp thầy bữa có con. Đó, chứ sao, dặn cha đến gặp thầy coi, nhờ thầy giảng mà con mới thương cha, đúng không? Thì lúc đó lợi nhà Đức nói chuyện vài câu khuyên ông tu. Chứ mình đừng có mà nói bây giờ con cúng dường Tam Bảo công đức lớn hơn. Trời ơi, cúng dường cha mẹ cũng không có thua gì Tam Bảo đâu nghe. Đúng không? Rồi cha mẹ già rồi mình mua một bộ đồ đẹp đẹp cho cha mẹ bạn. Mua đồ cho cha mẹ bạn đi. Có gì đâu, mình bổn phận mình làm con mà. Về mua bộ đồ nè, ba ba mẹ mẹ con mua bộ đồ này đẹp lắm, bận cho ba mẹ nghe. Vô nè, con thay cho ba mẹ nè. Trời ơi, một ngày nào chết rồi mình muốn bận đồ cho cha mẹ bận cũng không được đâu. Mình làm điều đó đi quý vị. Làm đi. Rồi thèm đồ ăn mua, đưa tiền cho ăn út hay gì nhỏ nào đi mua. Người ta làm sẵn mua cho ba mẹ ăn đi. Rồi mình ăn chay trường đó, mà mua là mua. Kêu em út gì đi ra ngoài đó mua giùm. Con gà luộc hay là con gà quay gì đem về cho cha mẹ ăn. Tại vì cha mẹ mình muốn ăn. Việc này là của cha mẹ muốn ăn, chứ không phải mình ép cha mẹ ăn đâu mà tội. Tội cha mẹ ăn, cha mẹ chịu. Còn bổn phận làm con, làm hết trách nhiệm của bổn phận làm con. Cha
Cha mẹ muốn đi tu thì tròn tâm nguyện cho cha mẹ đi tu. Cha mẹ không chịu đi tu mà bắt bỏ vào chùa là ác, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Bỏ vô chùa là ác. Mà cái ác này cũng nhiều đời nhiều kiếp. Cái ác này cũng là người cha mẹ này từng bỏ cha mẹ của họ đó. Bây giờ cha mẹ của họ trở lại làm con họ, bỏ họ lại đó. Nhân quả thông ba đời nó không phải là không có đâu, hiểu không? Nên tất cả những thai nhi vì nghiệp phá thai, thông cái tâm đi các con, thông tâm đi. Những người mà mang nghiệp phá thai này á, nó không phải là tự nhiên phá thai con đâu, mà là do cái nghiệp duyên mà các con không có đủ cái phước sinh ra đời, mà bây giờ đến đây chỉ có một vị thôi là các con bị chết, bị người ta bỏ. Nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đối xử với người ta như vậy, bây giờ người ta đối xử lại. Thông đi các con, thông cái tâm đi. Tất cả cô hồn quán thân trái chủ đâu gì, thông cái tâm đi. Đức Phật A Di Đà ngài đưa lên lời nguyện rằng nghe danh hiệu ngài, ngài tiếp giảng. Ở đây đông lắm không ít đâu. Giờ cái đạo tràng ngay cái đoạn đường thì biết nhiều cỡ nào chưa. Mỗi tuần thứ bảy này bây giờ người ta biết, mỗi tuần cúng thiết thực ta lỡ biết bao nhiêu mà nói, ta nghe pháp. Thông cái tâm đi, làm cô hồn vất vơ vất vưởng cũng khổ, thấy mồ. Vì cực lạc muốn ăn có ăn, muốn bặn có bặn. Tuổi thọ vô lượng không có còn chết nữa, cái đó mới là đặc biệt. Đi độ sanh được luôn ngon lành. Bây giờ nghe lời những đức nè, nương vào bổ nguyện niệm Phật đi. Ở trong chùa này mỗi ngày niệm Phật. Người ta cúng thì dùng. Mình cứ vậy buông cái tâm hận thù. Tất cả những người đi đến đây cũng có quan gia đi theo mình. Nên bây giờ thôi, quan gia nên giải đi, quá giải đi. À. Bây giờ mình buồn ai mình hết buồn là mình sung sướng liền, mình hận ai mình hết hận là mình an lạc liền. Còn mang cái tâm buồn hận là đời đời kiếp kiếp đọa lạc trầm luân. Đời đời kiếp kiếp đọa lạc trầm luân đó. Nên mấy cô còn sống nghe rồi đó. Giải tỏ càng sớm càng tốt. Giải tỏ đi mấy bà. Tôi hỏi mấy bà đây mà bà nào mà còn buồn trách chồng á, mấy bà chắp tay lên liền lúc mà tôi nói câu này, chứng minh cho mấy bà chắp tay lên liền. Phật ơi, từ hôm nay con nghỉ hẳn chồng. Rồi nghỉ liền, xóa liền cái tâm. Dù ở nhà bước bước bước, thấy không? Quýnh bạch 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 bạch. Bây giờ không hẳn nữa. Không hẳn nữa, hiểu không? Bỏ cái tâm đó, không hẳn nữa. Vì đó nghe mà sau này nó nghĩ đánh. Nó nghĩ đánh đó chứ không phải chuyện giỡn đâu. Trời ơi, bao nhiêu bà nhờ đức hướng dẫn mà bà nói trời ơi thầy, thầy dạy linh thấy ghê. Hồi xưa chữ nó hoài, nó quýnh hoài luôn. Mà từ khi thầy dạy chỉ có một tháng thôi nó nghĩ đánh. Không có giận nó nữa, không có trách nữa, không có hận nữa, không có đổi sắc diện luôn, chuyển liền. Ghê thiệt chứ, công nhận thiệt. Cái nghiệp thì ra nó chuyển như lật bàn tay quý vị ơi, như lật bàn tay vậy đó. Còn mình không chịu chuyển là nó đi, chuyển lần là hết à. Đó, nên cái tâm buồn hận giận trách là từ con người sống cho đến con người chết phải quá giải. Quá giải cái tâm. À. Quý vị mà nghe vậy đi rồi quý vị thấy cái thân thể bị nó cũng nhẹ nữa. Những cái người mà bám víu quý vị, những người mang nghiệp phá thai mà bám víu buông ra liền. Buông ra. Không buông là nó khổ te tua. Những người mà mình bám víu trong thân người ta, buông ra nó cho nó nhẹ. Trời ơi quý vị biết cái nghiệp thì ghê lắm. Cái ông nó mang bú bự vậy nè, bự vậy nè. Hồi xưa biết làm nghề, nghề đi biển giết cá biết nhiều, sao nổi bú bự vậy nè. Những đức là gờ một bú nha, gờ 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 vậy nè. Đây nè, chúng sanh trong đây đầy nè, phải không? Vừa nói xong ngồi bú làm nè, giật lên tao tông nó, thấy chưa? Vừa gờ hỏi chúng sanh trong đây phải không? Bú giật lên. Nó ghê không? Mà mỗi lần mà ông giải đãi là ông đau ghê lắm. Đau nhức kinh khủng lắm. Mà mỗi lần ông siêng năng niệm Phật hết. Thấy chưa? Những đức nói vị nghe. Vị tu mà lâu lâu mới bị mà giải đãi là có chuyện bị bệnh đó. Te tua đó là mới bị nhức đầu, nhức cổ, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, đau bụng. Nhưng mà khi quý vị mà tinh tấn là hết. Tại vì nghiệp quan gia người ta buông ra. Vì người ta cũng muốn mình thành tựu để giúp người ta mà. Giải đãi là người ta bực quý vị đó. Giỡn đâu. Dũng mạnh tinh tấn lên mấy bà. Siêng năng niệm Phật lên.
Mấy nhỏ nít trong đây đồ này con, mấy đứa nhỏ nhỏ này mà các con mà niệm Phật nghe phước con lớn lắm. Phước lớn dữ lắm. Mấy nhỏ gái nhỏ nhỏ mà niệm Phật là sau này nghe, niệm Phật ăn chay phóng sanh là sau này tránh được cái nghiệp phá thai. Cái nghiệp phá thai là đáng sợ nhất. Mà mấy đứa nhỏ nhỏ này đồ chay đồ là có phước sau này lớn. Mấy đứa gái mà đi vô chùa tu sớm nhỏ nhỏ này nè, phước lớn. Chính những đức đi niệm Phật mà chuyển cái nghiệp đó. Nó nên từ nơi đó mà mình phải tin chỗ này chứ. Ngồi tôi nghe gì đó nhưng mà nó thoát á nghe. Cái tâm mình nó nhẹ đó. Tại vì quan gia nó buông ra. Quan gia nó buông ra vậy ơi. Nên mỗi một con người mình á, nghe gì hết trơn rồi tuần nào cũng lợi. Có một bài nhắc hoài. Nó tới nó lui nhà đó cũng thấy nói hoài cái vụ này đó. Mà có làm được bao nhiêu đâu. Đừng nói chuyện dẫn chơn. Siêng năng niệm Phật đi, đừng buồn dặn người để trong tâm. Thiếu nợ thì trả đi, than quan làm gì, có nhiêu làm hoài. Mà nghe hoài luôn, đúng không? Mà vậy mà lâu lâu chẳng bị vướng. Ngộ ghê không? Lâu lâu chẳng bị vướng à, thấy chưa? Đó. Nên cái bà kia bà nói, câu nè. Thầy ở thầy đúng rõ ràng. 5 năm đi đến nghe thầy giảng khi xa chồng, 5 năm chờ không có chồng, không đến chùa nghe thầy giảng có nửa năm thôi có chồng. Không, cái bà mà bà có chồng mà thôi chồng á, bà nói là 5 năm chờ đến nghe những đức giảng không có chồng, vậy mà chỉ có nửa năm không nghe những đức giảng gì mà có chồng, bây giờ khổ te tu hết, hết tu được luôn. Bà nói bây giờ nó chùm vô một phát rồi xong, bây giờ nuôi thêm nó luôn. Te tu tả tơ, bữa đó bà lại gặp mà cũng quen quen. Bà nói rằng trời ơi bây giờ đúng là ôm cục nợ. Hồi lúc nghe thầy giảng là nghe hoài không bao giờ nghĩ tới luôn. Vừa có nửa tháng bận bịu không nghe thầy giảng, vậy mà nó đến liền, dính luôn. Lỡ dạy một lần cuối cùng dính nó luôn. Nó lỡ nó ngủ. Cuối cùng bà nói cái hởm gì không nghe pháp sao nó kỳ tột cục cái tâm quá. Cuối cùng đi chơi. Về nhà cuối cùng rồi, đưa nó về nhà luôn. Giờ nuôi nó luôn. Bây giờ nó nói lên câu là không cho đi chùa. Hết đi chùa được luôn. Thế kinh không? Bây giờ tôi nói mấy cái bà mà gãy gánh, mấy bà phải đi lại đây nghe pháp. Nếu không là thế nào mấy bà cũng dính lựu đạn à. Nó thiệt luôn á. Một mình nó khỏe hơn. Nhào vô làm chi vậy? Không. Hồi xưa làm vợ bao nhiêu năm, bây giờ mình có cái vợ chồng hạnh phúc thì bình thường. Nhưng mà hết duyên hết nợ rồi lo tu. Chăng thật làm nuôi con. Nghèo khổ gì cũng nuôi con. Nó cứ lo vậy mà ở vậy đi. Đừng có bước thêm bước nữa. Đừng có bước. Nó đừng có đấu thừa nghe nghiệp nghe. Nghiệp thầy ơi thầy. Mấy bà muốn cái chứ nghiệp cái gì nghiệp cậu ta tội. Mấy bà mà không muốn thì sao nó có nghiệp. Mấy bà muốn rồi. Nó mấy bà không nghe pháp nữa là mấy bà muốn rồi. Mấy bà nghỉ nghe pháp nửa tháng là mấy bà muốn. Nên từ nữa đó, quên nửa năm. Nửa tháng có chừng nó cũng dính nữa. Thì đừng nói chuyện giận chơi. Nửa tháng mà không đến chùa có chừng nó lạnh. Ghê lắm. Bởi vì mỗi tuần mà đi đến đây, đây có nhiều bà cũng chia tay với chồng nè. Cứ lỡ đây nghe hoài là không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Thằng nào mà đến một cái là nó kêu điều khác nghe, đi ra khác nè. Cái tiếng cười này làm tôi đau khổ, đi ra chỗ khác nghe chưa. Hao có khi mà nó đứng ở ngoài trước cửa nhà nó kêu sùm. Lúc đó mở cửa sổ ra. Cái gì vậy con, gì kêu vậy ta? Mở cửa sổ ra nó nói, ai kêu tôi đó? Hiểu không? Xong bên trong mình lú đầu nè. Kêu hả? Điện chết vậy. Gì? Chạy mắt dép là nhờ nghe pháp nó có năng lực. Chơi mấy bà mà nó hỏi, ai kêu tôi đó? Là mấy bà kẹt rồi đó nghe chưa. Nó nên lúc này mưa gió nhiều này, nhất là mấy bà mấy bà gãy gánh rồi, thời tiết này nó mưa nhiều, nhất là
Cái nguy hiểm nhất là chờ mà mưa gió nhiều, kiểu chạy xe ngoài đường mà không có áo mưa đồ đó, trọc. Nguy hiểm lắm, nghe không? Nên từ đó mà từng nào như thế cũng nhắc cái vụ này nghe, để cho mấy cô mà cái kiểu mà xa chồng đồ lo tu đi, nuôi con đàng hoàng. Những đức thấy người phụ nữ mình hay người đàn ông mình đã hết duyên với vợ chồng mà mình gãy gánh đó, mình ở vậy mình nuôi con đi, chồng thì nuôi cũng nuôi con, mà vợ cũng nuôi con đàng hoàng đi, sau này con mình nó lớn lên nó tôn trọng mình hơn, nó tôn trọng mình hơn là mình bước đi bước nữa. Trời ơi, tôi thấy cái chuyện mà con mày con tao, tôi thấy cái chuyện này phiền phức chứ lắm. Bao nhiêu đứa con nít đến chùa kìa, trời ơi, có con bé nhỏ xíu nó mới có 13 tuổi vậy mà nó nói ba ghẻ của nó ở với nó, bây giờ nó buồn, nó khổ quá trời buồn khổ luôn. Nó tại vì đi làm rồi ổng đi về nhà trước, ổng làm nhỏ mà thời gian lâu lắm, nó đó nó ổng cấm nó là nếu mà nói với mẹ là ổng bóp cổ cho chết, nó đâu có dám. Rồi ổng cứ dị hoài, một ngày kia bả gì bả gặp rồi mới hỏi ra, nó lâu lắm mà ba cứ làm dị hoài, thấy chưa, cái gì mới nói là mẹ ghẻ con chồng được, cha ghẻ con chồng con vợ được. Nó thôi mấy bà ơi, mấy bà ở với bà nuôi con phước cho rồi đi, mấy bà tới lui lui chùa thiếu gạo lại tôi cho ăn, mệt quá mà sống thì bà lo tu phước cho rồi cuộc đời còn lại cho nó yên yên, cho nó yên nghe chứ. Hiểu chưa? Nó những điều nói vậy đó vị, tuy đơn giản nhưng mà những cái cũng nhắc tất cả những người phụ nữ có gia đình mà có con mà lỡ gãy gánh, lo tu niệm Phật đi, dù ở xa cũng cứ nghe pháp gì đi, rồi cứ sống những ngày tháng còn lại không có khổ đâu, chắc chắn không có khổ. Những đứa gặp bà cụ này, bà nghe nhiều người giảng lắm, sau này tới bà gặp những đức, bà nghe những đức giảng, bà nói nghe thầy giảng thì sao mà khỏi động não, nói rõ ràng vậy đó, nghe thầy giảng khỏi động não. Còn con nghe một số người giảng con động não quá trời, rồi con phải niệm Phật sao mà sạch vọng tưởng mới giảng sanh, rồi vui buồn gì cũng không được, chỉ có niệm Phật thôi, còn nếu bà chấp vui thì bà cũng không được giảng sanh luôn. Nên con thấy mỗi ngày con buồn con mong vui thôi, mà vui con không cho chấp. Nên những đức mới nói rằng là chúng ta nghe pháp làm sao mà cái chỗ nào mà mình làm được thì làm đi, tại vì mình làm được chút mình sẽ có sự tự tin thêm. Còn nếu như mà mình mà nghe mà mình gom nhặt nhiều quá mà nhiều cái cao mình làm không được thì là mình không làm luôn rồi. Nên mình lựa cái nào mà mình làm được mình làm, còn cái nào làm không được thì mình gầy dựng cái làm được để từ từ sau này mình đủ lực rồi mình làm sao nó khỏe. Nên á, tịnh hóa nhân tâm bằng cách nào? Trước nhất là chúng ta niệm Phật, rồi từ cái chỗ niệm Phật nó sanh ra cái tâm là cảm ơn, khoan dung và tha thứ. Mà câu này những đức đọc cái quyển sách của nhà khoa học ông Giang Bổn Thắng người Nhật, ông cũng nói Iran luôn. Có nghĩa là giúp cho thân tâm mình được tịnh hóa bằng cách là cảm ơn, khoan dung và tha thứ. Mà quý vị mà nếu bắt tay vào ba điểm này quý vị thấy quý vị an lạc ghê lắm. Vì cảm ơn nó không đơn giản đó quý vị. Những đức nói quý vị mà gặp Phật pháp mà quý vị không vui, quý vị không cảm ơn đâu. Khi con người mình vui nó mới cảm ơn. Mình vui là do mình có thành quả. Thí dụ như ai giúp quý vị cái gì mà thí dụ mình nghèo đi, mà ta giúp mình giàu, mình cảm ơn dữ lắm, tại vì giúp mình được giàu thì cảm ơn liền gì đâu, đúng không? Mà mình buồn mà ta giúp mình vui thì mình cảm ơn chứ sao giờ. Rồi mình rắc rối nội tâm mà ta giúp mình cởi mở thì mình cảm ơn chứ sao. Còn nếu như bây giờ nghe pháp tu mỗi ngày mà buồn không có cảm ơn đâu. Gặp thì cũng cảm ơn vậy thôi chứ xạo, không có cảm ơn. Vui nó mới cảm ơn, tặng đáy lòng là do mình có thành quả mình mới cảm ơn. Chứ mình không có kết quả gì mình không có cảm ơn. Hồi xưa trên kia 5 năm chờ, những đức không có cảm ơn được từ tâm đâu.
Dù có đọc bao nhiêu văn tự, dù có học đệ tử quy hay là làm cái giống gì, không có cảm ơn. Vì sao? Cực quá trời cực, tôi làm cực chết mà tôi còn không được an lạc nữa, không tự tại nữa mà kêu tôi cảm ơn. Không có cửa đó đâu, làm gì cảm ơn, hiểu không? Nhưng mà tới khi mình an lạc, mình vui á, mình tự tại, nên cái tâm cảm ơn nó phải sanh ra có khi 10 năm, 20 năm sau. Chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Tại vì cái con đường tu mình á, cái thành quả mà nó chắc chắn nhất của mình là phải có thời gian. Khi cái thành quả đó có thời gian rồi thì mình mới sanh tâm cảm ơn, mà mình nhớ lại hết. Mình nhớ là hồi xưa mình bị người ta chửi, bị người ta gầy, bị người ta la, bị người ta mắng, bị người ta châm thọt. Rồi lúc đó mình mới nói, ôi là thì ra là nhờ cái này, nhờ cái này mà mới rèn mình có cái tâm ngày hôm nay. Rồi mình có được cái thành quả vui này, rồi lúc đó mình mới thật sự cảm ơn. Còn bây giờ là do gì hình tướng mình đi tu nên nó chửi mình chưa chửi lại, chứ mình cũng ấm ức dữ lắm rồi đó. Chứ đúng ra là chửi lại cho nó nhẹ. Còn chừng nào mà hiểu rồi lúc đó cảm ơn sao. Chứ bây giờ mà nó đang nặng nề nội tâm quá, giống như nó ấm ức quá quý vị, nó bị giống như mình chưa có thoát được. Mà ai mà làm cái gì mình mà bị áp bức á, là mình lợi mà mình sám hối xin lỗi đâu. Xin lỗi. Cái xin lỗi này nó ác tâm lắm quý vị. Xin lỗi nó rất là ác tâm. Nó chỉ là hiện tướng bên ngoài, thật sự nó phải xin lỗi. Hồi đó những đứa đi vô chùa tu ở trên Đà Lạt, những đứa thấy có chú này, ổng nấu bếp mà tính tình ổng dễ sân si lắm. Thí dụ như ai mà làm cái gì ổng không vừa lòng, không vừa ý là ổng quỳ xuống. Ổng quỳ xuống xong nói nè, tôi xin lỗi ông nội, tôi xin lỗi ông, xin lỗi. Làm vậy đó. Hồi đó mình mới vô chùa thôi mà mình nhìn mình nói, thật cái này không phải rồi. Nếu mà ai mà xin lỗi tôi kiểu này, tôi thật sự thà đừng nói gì, thà đừng nói câu đó, chứ xin lỗi cái này tôi thấy rất nặng nề luôn. Xin lỗi chứ đâu mà thấy ghê, còn hơn là cầm dao mà chém mình à. Xin lỗi. Tôi không dám đụng ông nữa. Làm gì đó trời. Nó không phải rồi, tu này không đúng đâu. Dù mình mới vô chùa mình nhìn mình nói không đúng rồi, cái này là chắc chắn là không đúng à. Này chưa phải phát tâm, mình biết điều đó, thấy không? Nó chưa thoáng cái tâm, nó chưa có thoát được. Mà mình dùng cái câu xin lỗi là hạ mình mà nó không thoát đó, thì cái sự hạ đó là nó gây dựng cho mình thêm cái lòng sân hận thêm. Cái lòng sân hận nó mồi thêm đó quý vị, chứ không giỡn đâu đó. Nên có những cái khi mình là người tu, khi nó bực bội, thiệt là bực bội, có khi mình không dám bụp người ta liền, nhưng mà mình cũng kiếm cái chỗ mình chút ra. Mình bụp họ mà họ bụp lại mình sao. Nên mình kiếm người nào mà hơi cao thủ hơn mình chút, như những đức đồ quý vị gặp à, kiếm những đức tìm, cố gắng đi, rồi đứng đợi hay là ngồi đợi gì đó nhất định cũng gặp. Mà đi gặp quý vị, gặp những đức quý vị chữ con đó thằng đó vậy, nó đối xử với con vậy đó, chữ cho những đức nghe. Tại những đức thì cái lỗ tai này nó cũng tương đối là cũng tương đối có công phu, tại vì nghe chữ mắng với quen ấy. Vì gặp những đức thì chữ người khác á, chữ cho những đức nghe là những đức có thể ngồi, có khả năng ngồi được khoảng nửa tiếng, thì chữ thoải mái trong vòng nửa tiếng đồng hồ, những đức nghe xong rồi quý vị nhẹ nhàng liền. Điều đó cũng tốt quý vị. Tại vì nó chưa có thoát được cái tâm, sao mà cảm ơn. Này là nói thật là từ tâm phàm phu đó quý vị. Tâm phàm phu. Chứ mình đừng có miễn cưỡng quá. Không miễn cưỡng quá khi nó bức nặng lắm nha. Đừng nên miễn cưỡng quá nghe chưa. Nhưng mà mình phải nhận thức. Nên á, nhà khoa học đã thí nghiệm rõ ràng rồi. Tịnh hóa nhân tâm mà những đức thêm câu là phải niệm Phật. Niệm Phật là đạt nhất là tịnh hóa. Nhưng mà từ cái niệm Phật nó sanh ra cái tâm cảm ơn, khoan dung và tha thứ. Vị nhớ nè, nó tịnh hóa nhân tâm quý vị, là tịnh hóa luôn nhân sinh, nó tịnh hóa luôn cảnh giới luôn, và kiếp nạn nhân sinh bị được hóa giải luôn là do cái tâm đó à. Nhưng Đức nói rằng con người mà thật sự mà mang tâm cảm ơn thì không có chiến tranh đâu quý vị, không bao giờ có chiến tranh đâu. Chúng ta bây giờ học Phật mà mình thấy đúng là chiến tranh là nghiệp quả. Bây giờ mỗi một đất nước đang sống bình yên vậy,
mọi người ai cũng lo làm ăn bình yên, mừng quá. Tự nhiên cái lãnh thổ này đi giật lãnh thổ kia để mở rộng cái lãnh thổ của mình. Rồi tự nhiên mình đi giết nhau, rồi bên nào cũng bị thiệt thòi. Mà quý vị coi từ xưa tới nay mà đi chiếm quốc gia người ta chưa thấy chiếm đất nước nào chiếm được. Tại vì anh làm điều này là anh đi ngược cái hoàn cảnh tự nhiên à. Anh làm điều này cái đất nước anh là người tạo tội nghiệp lớn. Anh đâu có lấy được đất nước người ta đâu. Mình thấy rõ ràng như nước mình cũng đâu có lớn đâu quý vị. Nhưng mà có những cái quốc gia mạnh cường quốc mà họ muốn chinh phục mình mà có được đâu. Tại vì anh làm điều đó là tâm anh không đúng. Tại ai cũng có tổ tiên ông bà. Mà anh bây giờ anh muốn chiếm đoạt, anh muốn thu phục người ta. Mà anh dùng cái tâm ác ý anh đến với người ta mà anh giật giành sao được. Đúng không? Nên từ nơi đó mà khi con người mang tâm cảm ơn nó không có những chuyện gì xảy ra. Nhưng con người vì danh vì lợi mà tranh giành hơn thua, đấu đá rồi không có biết đủ. Rồi từ nơi đó mà sanh ra tạo cái nghiệp chướng khổ đau. Mình mà được sống những ngày tháng bình yên gì mừng biết nhiều nó. Cái tâm mà cảm ơn á. Rồi cái tâm khoan dung là tha thứ nhau. Mình vừa tha thứ cho người ta là thật sự mà nói mình an lạc liền. Vừa tha thứ là mình an lạc liền à. Bây giờ mấy cô, mấy chú thử đi. Rồi mấy thầy thử đi. Thử đừng có tha thứ ai chứ. Ai đụng chút đừng tha thứ. Thử có ăn ngon không? Ngủ ngon không? Nó không tha thứ á. Không có những người ta nói một câu tha thứ rồi. Cái này mới ác nè. Nhưng mà ví dụ như những đức nói tôi không tha thứ ai chứ á. Vậy chứ tha thứ rồi đó. Không tha thứ ai chứ á. Ác lắm. Xấu lắm. Vậy đó mà tâm nó thoát rồi đó quý vị. À, tâm nó thoát rồi à. Nó nói vậy. Còn mình thì khi mình á tha thứ rồi. Tôi buông xuống hết rồi. Buông xả chứ hả. Nhưng mà thật sự nặng nề. Nặng nề quý vị. Đúng không? Nó từ nơi đó mà. Khi mình vừa tha thứ thật sự bằng tâm mình. Mình nghĩ rằng mình không tha thứ cho người ta thì nội tâm mình nó khổ quá. Ăn không ngon, ngủ cũng yên, khổ cho bản thân mình quá trời. Nên mình vừa tha thứ cái là mình hết khổ liền. Nó thật sự rồi. Mọi mặt mình tu tự nhiên mình thấy phát triển. Thấy tự nhiên mình trọn, mình cảm ơn thầy không giảng gì đâu mà mình nhẹ nhàng tâm trí mình. Cảm ơn thầy còn hơn cái gì nữa. Tại vì mình nào là mình cảm ơn rồi khoan dung rồi tha thứ thì tức khắc mình sẽ cảm ơn thầy, cảm kích, cung kính liền. Tại vì nhờ thầy giảng mà mình được gì. Còn nếu như những điều đó mà mình làm chưa được thì cũng lỡ nghe. Nhưng mà thật sự cung kính thì chưa được bao nhiêu. Tại vì nó chưa có được cái thành quả lớn. Thành quả chừng nào nó càng lớn chừng nào thì cung kính nhiều chừng đấy. Cũng như Phật á, là cung kính đến mức triệt để rồi đó. Phật á, Bồ Tát còn một chút chưa cung kính. Tại vì Bồ Tát còn một phẩm vô minh chưa phá. Còn bậc A-la-hán thì càng thấp nữa. Nên còn phạm phu của chúng ta thì nặng nề dữ lắm. Nói mà cung kính trời ơi. Thật sự mà nói. Tại vì chưa có đụng chuyện thôi. Chứ nói mà đụng chuyện rồi cầm dao nó dược chứ đứt luôn chứ đừng có nói. À, thử đi, khó lắm quý vị ơi. Nó thật sự mà nói như đứa ngồi suy nghĩ kỹ, khó lắm. Khó cái chuyện mà thật sự mang tâm cung kính đồ, thật lòng từ tâm. Mình nói nhìn chúng sanh là Phật, khó lắm trời trời. Chúng sanh là Phật, khó lắm à. Nên mình nói văn tự chơi vậy thôi. Coi kinh giáo thì thấy Đức Phật đồ làm những việc mà. Thí dụ như mà những đứa coi công độ mà Đức Phật mà cái tâm bố thí cúng dường á. Ôi, Đức Phật bố thí cúng dường rồi thôi. Có một đời mà Đức Phật cúng dường bố thí mà đến mức con cho luôn. Thái tử đó mà do cúng dường dữ quá đem tặng hết trơn. Đến nỗi mà voi chiến của vua cha là voi chiến cho nước khác luôn. Cuối cùng vua tức quá đài vô trong rừng rồi dẫn con theo này kia đi dọc đường người ta xin con cho con luôn. Rồi người ta bán con mà con trong khi là dòng họ hoàng tộc. Rồi người ta bán từ từ cái người ta bán vô hoàng cung. Rồi vua cha thấy tuổi thăng. Đây là cháu mình mà. Bây giờ bị bán làm nô lệ. Thấy không? Xin con cho con luôn.
Sau này vua chờ mới thể hiện xuống xin vợ, cho vợ luôn. Rồi xong rồi người vợ hơi than trách, thì thái tử nói: nàng hãy suy nghĩ lại đi, trong cái đời kiếp nàng đã từng hứa rồi, ta hành cái hạnh tu hành và cùng với ta thì tuyệt đối không có than trách gì, sao cũng chịu đựng được. Thái tử vừa nói câu đó thì nhớ lại vô lượng kiếp mình đã từng hứa, đã từng hứa. Vậy thấy không, mình nghe thì nghe vậy thôi, chứ thật sự mà nói khi mình đi bố thí, mà nói chương trình khiếm thị là như thế cũng giảng thích lắm, giảng thiết kỹ lắm. Chứ mình cho mấy người mù què thì mình thấy mình phát tâm, chứ mấy cái người mà sáng sáng mắt mà ngồi mình cho à, sáng mắt mà ngồi đi lấy tiền cũng tức tối lương tâm lắm đó quý vị. Mà làm sao mà thông được cái tâm đó là phước lớn vậy lắm. Tại vì là một chúng sanh làm Phật, họ nhận mình mới có cơ hội tu phước tu duyên chứ. Nó, thật sự mà nói vậy Đức cũng phát tâm được chút rồi đó quý vị. Tôi không dám nói lớn quá chứ tôi cũng phát tâm được chút rồi đó à, cái tâm tôi mới chỉ bị được đó. Nên những Đức làm mà chúng trong chùa mình nhẹ nhàng được là nhanh những Đức hiểu. Chứ chương trình khiếm thị mà thử đi lựa người mù, cái người què, người tật nguyền ra không đi rồi thấy cảnh tổ chức vài lần bỏ cuộc luôn. Vì sao? Người ta nhào vô, người ta muốn có mà mình không cho thử đi, rồi cái ban tổ chức của mình sẽ biết, có khi họ tức lên có chuyện, tức lên có chuyện xảy ra đó, không có giảng đâu. Họ nói tôi không có mù, tôi không có què, nhưng mà tôi nghèo, tôi không có ăn. Nó mù nó muốn sống với tôi cũng muốn sống vậy, sao cho tôi? Thấy chưa, có chuyện. Thấy chưa, cái chuyện hành bố thí đâu có đơn giản. Nó đừng nói chứ bố thí ba la mật, mình có cái mặt chứ ba la đâu có. Ba la là không thấy mặt, gọi là ba la mặt là nghĩa là mình không thấy cái gọi là mình cúng gì hết trơn á. Nó nghĩa là mình không có chấp vào cái chuyện cúng gì hết trơn nữa. Thế không, mới là ba la mật, còn mình là có cái mặt. Không có hai chữ ba la. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó rõ ràng mình cúng là có cái mặt không à. Nó, chứ ví dụ như bây giờ mình quá quý trọng thầy, mình cúng mình quá mừng. Nên mình quý vị, những Đức nói cho quý vị nghe. Tại sao quý vị cúng dường mà có những người phước vị rất lớn, nhưng có những người bị cúng dường phước quá lớn? Mà trong khi cúng dường là phước báo bình đẳng đó, Phật dạy cúng dường là công đức bình đẳng. Nhưng mà có những người bị cúng dường, quý vị sẽ sanh công đức hoặc là phước cực kỳ lớn luôn. Quý vị biết vì sao? Thí dụ như quý vị quá quý những Đức, quá thích, quá quý, quá cung kính, mà cúng được cho thầy là mừng còn hơn cái gì. Nên đưa cho thầy mà thầy nhận được thì phước báo đó rất là lớn. Sanh tâm á, sanh tâm. Còn dụ như đưa cho những Đức, mà những Đức đưa cho cái người nào lão quắc lão quơ. Có những người ta làm như này, có cái bà kia bà mới, bởi vì kinh nghiệm, có bà kia mới nói: thầy, thầu tiền của con đi dành cực lắm, con vừa cầm đưa cho thầy, cái thầy đưa cho người bên cạnh con thấy lão quắc lão quơ, họ có đưa cho thầy không? Hồi nãy giờ con đi theo họ vòng vòng từ sớm tới giờ, con sợ thầy đưa đại đây rồi thầy đưa cho cái người ta lão quắc lão quơ. Con thấy cái người này đâu phải trong chùa mình đâu, mà cả người trong chùa con cũng không dám tin, con tin thầy thôi. Nên tiền con làm cực lắm, con đi dành dữ lắm mà được nhiêu này con đưa cho thầy con cúng. Con thấy thầy cầm cái thầy không chịu bỏ vô túi thầy, mà thầy bỏ để đưa cho người ta. Hồi nãy tới giờ con nói thiệt với thầy, con đi vòng vòng theo ổng từ sớm tới bây giờ, đi vòng vòng chùa con theo ổng hoài luôn. Cuối cùng con đi xuống tới với cái phòng của một cái cô trong chùa, con thấy ông đem tiền ông đưa cho cô đó, con mới đi quay về đây. Ghê không? Nói một phát thôi trong người mình tự nhiên thông thoát cái tâm liền. Thì ra là khi người ta cúng cho một người mà người ta quá quý mến và cung kính, vui vẻ gặp người đó mà người đó nhận cái phước ta lớn hơn. Bởi vì tại sao mà nói ta cúng cho Phật công đức lớn, cái công đức là bình đẳng, nhưng mà tại sao cúng cho Phật công đức phước báo lớn? Vì người ta quá kính Phật à. Ta cúng cho Phật mà Phật mà xè tay nhận cái đó là người ta quá mừng, cái tâm mừng mà cúng nó nên phước quá lớn đó. Thì ra là vậy đó quý vị. Thí dụ như quý vị cúng cho Hòa Thượng, quý vị đâu có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà quý vị thử đưa cho ai thì quý vị cúng cúng, nhưng mà trong lòng quý vị thật sự không có yên tâm. Nó thí dụ như không có yên tâm, hoặc là bỏ thùng tam bảo là mình cũng yên tâm đi, không còn suy nghĩ tới nữa đó. Nên cái tâm của phàm phu quý vị, còn từ khi Phật tử ta thông suốt thì không sao đó. Nên mình nghe cái trường hợp đó
Tự nhiên mình nói thôi thôi thôi, từ hôm nay người ta mà lỡ cúng với mình cố gắng mình cầm lên phòng phước cho rồi. Hoặc mình dạch cái túi mình bỏ vô túi mình phước cho rồi, cho người ta vui, cho người ta yên tâm phước cho rồi đi quý vị. Tờ cái bà mới nói rồi, con thật sự xin lỗi thầy, từ sớm tới giờ con cực còn hơn cái gì. Theo ông đó đi một vòng xa còn hơn cái gì. Đi vòng vòng vòng, mà ông đi đâu mà ông đi vòng 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 vòng. Con thấy ông đi vô nhà vệ sinh, con nói trời là trời, không biết đi đâu. Vô nhà vệ sinh không biết có đi ra không, rồi đâu mất tiêu. Con đứng ở ngoài con đỡ hoài, cuối cùng con thấy đi ra. Rồi tiếp tục đi nữa, con đi theo, con đi theo, đi theo, đi theo hoài. Cuối cùng đi xuống tới phòng đưa cái cô trong chùa, con mới yên tâm con gì đấy. Nhưng mà con gặp thầy để con nói lên để cho thầy, mai mốt thôi ai cúng dường thầy bỏ túi giùm đi. Chứ khổ chứ con thấy con nặng nề thế ghê. Hồi nãy giờ cúng mất tiêu phước hết trơn rồi thầy ơi. Bà cũng hiểu điều đó, nhưng mà bà nói là đồng tiền con làm cực lắm, con đi dành từng chút con đưa cho thầy. Thầy cầm giùm bỏ túi giùm. Thấy chưa? Bởi vì mình mà không gần gũi mọi người mình đâu có hiểu cái điều này đâu quý vị. Đó. Nên cái việc mà cúng dường cho một người cung kính, công đức phước báo lớn là do gì? Cái tâm mới bị sanh ra. Hiểu chưa? À. Phàm phu như mình khó thế nào mà phát cái tâm mà gọi là mà mình đưa cho một người bình thường mà bây giờ mù què thì thầy đưa lên chương trình là đúng rồi. Nhưng mà cái người sáng mắt, người khỏe mạnh mà giờ cũng xe tay lấy, sanh tâm liền. Sanh cái tâm không vừa lòng mà đưa bằng một cái tâm đưa, giống như mà có khi con nó nài nỉ nó xin tiền vì không muốn cho. Nhưng mà khi bị cho, nè mày ăn giọng này mày ăn đi. Cái tâm cho đó tiêu rồi đó quý vị. Ăn giọng gì ăn đi mà hỏi vì nó thì sao? Có những khi mình cho đồ người ta trong cuộc đời quý vị cũng có lắm. Có khi bị cho đồ liền vậy nè, nè bực bội. Hoặc là đang buôn bán gì mà bán không đắt quý vị, thấy què hoặc đi xin lợ la, rồi xong cứ đứng hoài đem đồ cho, nè ăn đi, đi giùm tôi đi, tôi buôn bán gì. Cũng có khi người người gì tuy là cho nhưng mà lại là tạo tội nghiệp. Cái phước duyên đó đời đời kiếp kiếp, khi quý vị được người ta cho, người ta sẽ chửi quý vị y gan vậy luôn, y gan luôn. Nó, nên từ nơi đó mà mình phàm phu, quý vị thấy không, mình khó làm ghê chưa. Nên mình nhờ nghe đạo đó, những đức nói với vị nghe nghe, mù què hoặc hay thật hay giả hay là người sao chứ. Nếu như chúng ta thật sự mà chúng ta cho người ta bằng tâm chân thật, không có khác gì cúng cho Phật đâu quý vị à. Không có khác một chút nào chứ, không có khác một chút nào đâu. Mà do mình chưa có sanh được cái tâm đó, không chưa có sanh được cái tâm này quá dữ dằn, nó lúc được lúc mắc. Thật sự lúc được lúc mắc mà. Nên có nhiều người nói ví dụ như người ta đi đến chùa mình đông rồi, từng nào những đức cũng tặng tiền. Có nhiều người mà ở trong nhóm họ mà đi gặp những đức nói, người đó diện diện vị đó thầy, người đó diện vị đó thầy, sao thầy cúng chi ạ, này kia. Rồi những đức nói thôi tôi cũng không muốn nhìn nữa làm cái gì. Thật sự mà nói, tại vì trong cuộc đời của người, mình gieo được hạt giống nào thì mình có được quả nấy thôi. Đời chúng ta đi đến cái cõi này, cố gắng mà gieo hạt giống tốt đi thì nó sẽ sanh quả rất là tốt cho mình. Đời đời kiếp kiếp mình sanh đến nơi nào cũng có quả ngon, quả tốt cho mình dùng. Thật sự mình gieo nhân gì gặt quả nấy, quý vị. Còn ai người ta gieo nhân sao người ta gặt quả gì của người ta. Đến với cái cuộc đời này tần số đầy, nhưng mà số nào ra số nấy. Hiểu chưa? Số nào ra số nấy. Ai mà quý vị chọn số 0 chi. Quý vị chọn số 0 thì đời đời kiếp kiếp quý vị không có gì hết trơn á. Tại sao mà sanh đến đời này mình nghèo thấy ghê chưa? Tiền vừa vô tay mình nó lọt cửa sao hết trơn, thấy chưa? Nó đâu có đậu đâu. Là vì ai mượn mình chọn cửa số 0. Cuộc đời đi đến đây mình dùng hết trơn, mình không có tạo ra gì, mình còn số 0. Không có. Thì đời đời kiếp kiếp mình có làm người, mình không có phước thì mình nghèo thôi. Còn ít gì mình cũng có được số 2, số 3. Số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Mình lên từ từ đi ha. Đó. Nên phải khóa cái tâm, khóa cái tâm thật lòng, thật dạ. Mà tài thi pháp thi vô ý thi, nhiệt tình hết mình mà làm. Những đức định trước lễ Quan Âm này, những đức tổ chức nhìn khiếm thị, nhưng mà thôi làm kịp rồi. Qua dưới Quan Âm, qua dưới Quan Âm là cái tuần mà qua dưới Quan Âm không tổ chức. Rồi thêm cái tuần thứ hai là ngày thứ sáu tổ chức khiếm thị. Bây giờ là các vị trưởng đoàn là phát động chương trình được rồi. Kệ mình làm đi. Những đức mà phát động thì bị cứ làm, cứ sợ. Đúng không?
làm tớ luôn đi. Những đức nói là nãy rồi đó, trồng cái hạt giống nào thì ra giống nấy, có số bốc số nào thì được số nấy, cố gắng bốc chung trên trung bình chút nghe. Mình mà bốc được cái số trên trung bình á thì đời đời kiếp kiếp mình sanh đến thế gian này bèo bèo nhà mình cũng nhà đúc mà, trên trung bình rồi. Còn nếu mà số cao là biệt thự nghe quý vị, mình trồng hạt giống biệt thự mà thì sanh ra là toàn là ở nhà biệt thự được không à. Mà mình lại tu hành nữa thì quá quý. Thật sự mà nói hoàn cảnh mà đầy đủ mà mình biết tu dễ độ sanh lắm quý vị ơi, dễ độ sanh lắm. Những đức nó thật sự bây giờ những đức mới thấy mình cảm ơn hòa thượng ông tạo ra hoàn cảnh cho mình. Cái hoàn cảnh này những đức dễ độ sanh lắm. Nhiều người người ta gặp những đức là người ta cứ nói là thầy có phước báo lớn quá, mà không ngờ mình kéo hòa thượng chứ. Kéo hòa thượng chứ đó. Nên từ nơi đó mà người ta gặp mình, người ta cứ nói là thầy phước báo lớn quá, cái hoàn cảnh mà của thầy lớn quá, phước thầy lớn quá. Thấy không, dễ độ sanh thấy chưa, dễ độ sanh lắm. Bây giờ những đức nói người ta nghe lời lắm, tại vì nhiều thứ những đức đầy đủ nên những đức làm ra người ta tin tưởng những đức. Nó còn nếu mà không có gì sao mà ta tin, không có gì người ta đâu có tin đâu. Nó thí dụ như mà bây giờ mỗi tuần thứ bảy đi, nó nấu đồ ăn cho người ta ăn ngon ngon cũng phải có tiền mới làm. Rồi tối hôm nay mua mấy cái trái gì nó cũng xịn lắm cho người ta ăn. Rồi tự nhiên người ta thấy nhà mình có mấy người mà khi mình không có mua cái trái này ăn mà thầy mua cho người ta ăn đông đấy ghê. Nó thấy không, từ cái tâm đó đó mà dễ độ người ta chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Nó nên mấy đứa nít về chùa mình quý vị thấy không, dễ được độ ghê không. Mấy thằng trai đồ nó dễ thương ghê. Tại vì sao? Vì ngày nào cũng mua đồ ăn đồ uống cho ăn, nước ngọt đồ nó thèm cho nó uống. Mấy cô nói tàu uống nước ngọt nóng lắm thầy, nó thích nóng mà kệ nó, thích nóng. Ôi ôi, có những cái mà người ta thích mà mình đâu có cản, thấy không? Thí dụ như bây giờ có những cô mấy cổ chiên đồ ăn, những đứa ăn mấy cổ sợ dầu, những đứa bị viêm cổ đó. Cái mấy cổ chiên mấy cái lò gì mà nó không có dầu, thôi, có dầu tôi thích. Tôi miễn tôi ăn ngon là tôi thích nè. Chừng nào chết thì kỵ mồ. Nếu tôi ăn là phải ăn được, tôi ăn ngon. Chứ miễn cưỡng bắt tôi ăn không được là tôi phiền não, tôi bực bội lắm. Tôi bực bội lúc đó nó còn xấu hơn. Không phàm phu mình hay mình mà xem tặng cùng cái tâm mình luôn, mình mới biết được thì ra là trong cái cõi đời này con người chúng ta sống á, nếu mang một cái tâm quan hỷ nó giải độc. Mà mình nói mà mình cái gì mình cũng kiên cử mà mình không vui nghe. Kiên cử là tốt, nhưng mà quý vị vui đi, thoát hoàn toàn cái tâm đi thì không sao. Nhưng mà kiên cử mà ăn không được đi, rồi nó sân si đi thì nó độc còn ác hơn cái đó nữa. Nó miễn nó vui là nó giải độc. Cái tâm vui là giải độc. Chắc vậy đi. Nè, những cái hình ảnh mà nhà khoa học ta thí nghiệm nè. Ví dụ như cái ông Giang 4 tháng này ông thí nghiệm, ông cắt cái bơm ra, rồi ông để vô một cái hũ, hai cái hũ, cắt cái bơm làm đôi bỏ vô hai cái hũ. Ông ghi một bên cái chữ là đáng yêu, một bên là đáng chết. Thì quý vị coi cái bên mà đáng yêu là cái trái bơm nó còn màu vàng, ông để trong vòng một tháng hay gì đó, còn cái bên mà đáng chết nó đen thui. Cũng là hai cái hũ mà thành hình ra vậy đó. Thí nghiệm. Còn ông để hai cái lọ này nè, bên ông để cảm ơn, bên là ông nó để đồ ngu. Thôi ơi, cái bên cảm ơn nó còn cái màu đẹp lắm quý vị, còn cái bên mà chữ nó đồ ngu nó đen thui quý vị ơi. Nè, còn lọ cơm này ông để là tôi yêu bạn, còn bên đây là ông để lọ cơm là đồ ngu. Thì cái đồ ngu nó thúi ịnh nè quý vị ơi, còn tôi yêu bạn nó còn trắng tư cơ mà. Bây giờ ông thí nghiệm ra vậy thì cho mình bài học đặc biệt ghê. Vậy thì bản thân mình bị ung thư là do mình nghĩ tiêu cực đó, chữ bớ hung bạo sân si câu có là ung thư đó. Còn nếu như bây giờ mình ung thư rồi mà mình đổi tâm tính lại, mình khoan dung tha thứ hiền,
niệm Phật, ăn chay, phóng sanh thì hết ung thư. Thay đổi lại mà, hiểu không? Nên quý vị biết bây giờ cái danh từ này thôi đó mà nó đã thiện là mà nó còn chuyển biến rồi đó. Không chi là danh hiệu A Di Đà Phật, danh hiệu A Di Đà Phật mà quý vị đi đâu cũng niệm, đi đâu cũng nghe. Nên bây giờ những đức hành trì cái máy niệm Phật này nè, cái máy niệm Phật đeo cổ nè, những đức bóp nhỏ xíu à, vừa những đức nghe cái nghe cũng chưa rõ nữa, tại vì đông người ta quá mà rất lớn, như cái máy lớn lên luôn thì nó khó, có nhiều người nó trở ngại này kia. Hồi bắt nhỏ xíu à, tôi để tuốt trong luôn ha, để vô luôn trong luôn, không sao đâu, tôi chấp nhận. Tôi không nghĩ tội lỗi gì hết trơn á, tại cái này là bản thân tôi chấp nhận là quý vị cứ làm, hiểu chưa? Để tuốt ở trong luôn, để cho cơ thể mình được nghe, máu huyết mình được nghe. Tại vì nhà khoa học đã thí nghiệm rõ ràng rồi, cơ thể con người là 70% là nước. Mà bây giờ mà nếu mà nó được nghe một cái danh từ thánh thiện hoài thì tức khắc nước cơ thể tốt, mà nước cơ thể tốt là người ít săn hạn nghe. Cái máy niệm Phật nó nhỏ 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 niệm hoài, hết pin thay cái khác bỏ vô, cứ làm hoài vậy đó, bằng đêm thì ngủ thì cái phòng có điệu niệm Phật rồi. Đó, vậy cứ cả ngày lẫn đêm đi làm việc gì cũng là để máy niệm Phật nhỏ nhỏ để trong, nhỏ nhỏ xíu luôn để hoài ở bên trong luôn. Nhà Đức nó bảo đảm máu vì sẽ tốt. Chắc chắn luôn. Người mà máu tốt là sắc diện nó đẹp. Chứ sao? Chứ ai nói máu xấu mà đẹp? Bây giờ quý vị coi, quý vị vừa tức lên cái là máu xấu liền. Tức một cái là tức khắc máu mình xấu liền. Nên quý vị coi khi mà mình tức mình soi gương coi. Ví dụ như bây giờ cô chuyển đi, bà vui vẻ đi, thì bắt đầu bà soi gương bà thấy bà dễ thương. Mình ngắm nghía nè, à, cũng dễ thương ha. Được. Nhưng mà bà mà săn hẳn với ông chồng bà đi, rồi bà chạy vô cái gương mà lúc bà săn hẳn á, rồi bà coi gương thử, rồi bà thấy bà thấy ghê lắm. Răng nanh nó mọc lên rồi, mắt nó lồi lên. Thiệt đó quý vị. Nên lúc mà mình săn hẳn mà mình á, ha, ví dụ như chồng hay vợ đi, lúc săn hẳn đi bình tĩnh cầm điện thoại quay lại. Khi á, ở đây cũng là một cái chiêu nghe, khi mà vui lại ngồi nói chuyện mình kể, ổng chối, nói đâu có gì đâu, đây nè ông coi ông nè, ông nhìn đi, à ông coi ông nè, cái này là tôi không phải là châm thọt gì ông đâu, mà tôi nói cho ông biết là ông bệnh, ông làm gì ông bệnh, tội nghiệp ông, thật sự tôi là vợ ông, tôi không có muốn ông bệnh đâu ông, à em không, mình thương mà, mình nói vậy đó. Mà bây giờ ông gì nè, tôi biết rồi, tôi nghe thầy giảng tôi hiểu, ông gì là sao nè, ông bệnh dữ lắm. Ông coi ông tức giận lên, ông kì, ông nhìn tướng, ông kì nhìn mặt mày, ông kì, ông thấy ghê chưa? Nó ông tức giận đó, bây giờ ông coi rõ ràng chưa? Tự nhiên gục đầu xuống liền, ngại. Từ đó là sao? Sức cảnh giác cao độ. Sức cảnh giác cao độ có bằng chứng đàng hoàng. Lúc tức giận mình trốn chỗ nào mà chữ ai rồi đó, mình trốn chỗ nào mình cầm máy win quay. Máy điện thoại mình quay lại, mình lưu chữ lại hết. Sau này mình đem ra mình dằn vặt. Nó... Nên từ nhà khoa học tôi thí nghiệm rõ ràng, tôi nói là nó, đây là nhà khoa học thí nghiệm đó. Thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Vậy thì một cái ly uống nước mình mà có chữ A Di Đà Phật thì bị biết cái nước quý vị sẽ tốt cỡ nào chưa? Cái chén quý vị mà có chữ A Di Đà Phật là tốt cỡ nào chưa? Còn cái bàn ăn mà để cái máy niệm Phật đó để mà nghe, để ngồi ăn cơm quý vị nghĩ thì cơm nó tốt cỡ nào chưa? Rõ ràng. Chùa mình vì sao mà mấy cụ phải sống thọ nhiều lắm quý vị ơi? Mấy cụ chùa mình sống thọ lắm. Bây giờ ngày nào quý vị coi một ngày mà bả ba buổi cơm mà bên hộ pháp là nhà Đức nói chuyện bả cười. Đa phần là sáng mở mắt là cười, như sáng là bên đó cười một chặng mình á. Thì quý vị coi cười kiểu đó mà máu nó tốt chứ làm sao? Vui thì tần số nó cao. Có một vị này, ông là một vị bác sĩ mà cũng là tiến sĩ nhà khoa học Mỹ. Vậy đó mà ông thí nghiệm là tất cả những người trên cái quả địa cầu này, mà những người nào ở quốc gia khác mà đi đến cái nơi ông để khám bệnh, ông là một vị bác sĩ nổi tiếng, quá nổi tiếng bên Mỹ, khi ông mà học qua kinh giáo luôn thì ông mới kiểm định một con người. Ông nói rằng là nếu như một con người mà mang một cái tâm buồn giận hẳn trách là tần số của họ thấp hơn 200, mà tần số mà thấp hơn 200 á, là người này dễ mắc bệnh lắm, mà khi mắc bệnh rồi khó trị lắm, vì tần số của họ là tần số tiêu cực. Nên nó thấp hơn 200.
Còn con người mà khoan dung, thương yêu và tha thứ đó, là tần số của họ cao lắm, hơn 200. Nếu có người nào mà đạt tần số 400 là tuyệt đối không bao giờ cảm bệnh, bệnh đau không bao giờ xâm nhập được luôn. Ghê không? Mà dù có cái nghiệp lực nặng mà xâm nhập cũng hết nữa, vì tần số quá cao. Vậy thì con người mà khoan dung, tha thứ, đồ thương yêu là chắc chắn quý vị sẽ khỏe mạnh lắm. Nên mấy bà cụ già trong chùa mình, bà sống thọ là vì bà có một hoàn cảnh bình an. Bà mỗi ngày bà không có lo âu nghĩ ngợi nhiều, nên cái tuổi già mấy bà tự nhiên bà trẻ chung lại khỏe. Đó, nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là cái này là cái cần học nè, để mình đi dưỡng tâm dưỡng thân. Mình dưỡng tâm mình được là dưỡng thân liền gì đâu. Nên những đức nói rằng là mấy cô mà đi đến chùa mình, những đức nói 10 năm gặp mấy cô còn trẻ hơn 10 năm trước. Những đức gặp mấy cô trẻ hơn nhiều, tại vì ngày nào mấy cô cũng nghe những đức giảng, bây giờ mà còn nghe trực tiếp nữa chứ. Bây giờ là mỗi buổi sáng những đức cứ là giảng trực tiếp, là những đức có nói một câu gì nhớ niệm Phật nghe, cười lên cái coi. Thì nghe trực tiếp là trong lòng cảm thấy nó vui liền à, hiểu không? Nhớ niệm Phật nghe, cười cái nghe là đầu tiên vậy bắt đầu vô giảng. Cứ ngày nào cũng tập cho vậy để sáng nào cũng vui đi. Mà vui cái là đi nấu cơm cho chồng con, đồ ăn là ngon, là hạnh phúc rồi đó, hiểu không? Là một ngày mới là nó đẹp chờ rồi chứ còn gì đâu. Còn quý vị coi, sáng mà bực bội sân si cái là thấy bầu trời u tối. Không, bây giờ những đức nói các cô đi đến chùa tu giết trẻ lắm á. Tại vì các cô đã thoát được cái tâm nhiều quá rồi. Rồi thêm nữa mình gặp những cái sự mà éo le trong cuộc đời mình không có nặng nề nữa. Tại mình hiểu nhân quả rồi, mình đâu có nặng nề nữa đâu quý vị. Đó, mừng quá trời luôn, hiểu không? Đó, người ta thí nghiệm cái này thôi, mình cũng là mình coi, mình giải thích ra nè, thấy không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai chia đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta bên đây mỗi tuần thứ bảy tổ chức cụng tu, bây giờ càng ngày càng đông, và mỗi ngày ở đây niệm Phật bốn thờ, nên rất nhiều người già khắp nơi nơi người ta về đây, người ta ở đây người ta tu, nhiều Phật tử cũng về đây cụng tu. Năm nay mùa hè các cháu nam về đây cũng đông, nên những đức năm nay sắp xếp thấy ổn định là con trai ở bên đây, còn gái thì ở bên hộ pháp. Dù như tối hôm nay những đức cũng kêu cô Châu nấu đồ ăn, đồ cho ăn, cũng mua đồ ăn ngon ngon cho mấy thằng trai, tại vì mấy thằng này ngoan dễ thương, vô đây ở mùa hè về biết nghe lời cha mẹ, rồi nói thật không nói lời giả dối, không tham lam lấy của ai và phải có lễ phép. Vậy thì các con vô chùa cái phước báo các con rất là lớn, mình biết ơn hòa thượng xây chùa nên mình mới có cơ hội về đây mình tu. Nên tất cả chúng ta nguyện đem cái công đức tu tập này, nguyện hồi hướng cầu an trên là hòa thượng viện chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, mọi người đều phát bồ đề tâm, biết tu hành niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh, nguyện tất cả chư vị nương một bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, thử thật biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí như cung, thử thật biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự tình giai cộng tình vẫn đào.
Như đắng cô hồn chung á, ngã kim thi nhự cung. Những thiết cô hồn cộng nguyện dị tử công đức vô cập nhật thiệt. Ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lũng lăng ta bà ha, án mộng lũng lăng ta bà ha, bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Tam bà và việc nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu tịnh đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu tịnh đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu tịnh đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu tịnh đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh lớn dữ lắm. Nên nhiều người chúng ta đến cuộc đời này, tại sao mà mình bệnh đau, rồi sức khỏe yếu, rồi tâm trí không được mạnh mẽ, là từ do cái nghiệp sát sanh mà ra. Cũng như hồi nãy như Đức giảng, như Đức nói cái chú mà bị ung thư ngay cần cổ đó cũng từ nghiệp sát mà ra. Nên từ nơi đó mà tất cả các cháu, các con được đi đến chùa nghe niệm Phật, nghe Pháp, và được dự lễ phóng sanh. Tuyệt đối dù cho mình còn ăn mặn, nhưng mà các con không có được đánh những con vật như con muỗi, con ruồi, con kiến. Mình không có tùy tiện giết nó, vì giết nó không có kết quả gì hết. Mà mình giết nó còn mình còn mang cái tội sát sanh. Mà trong kinh Phật nói là tứ sanh phụ mẫu, là giống như tất cả những loài súc sanh đó từng là làm cha làm mẹ của mình, do tạo nghiệp mà bây giờ đó làm súc sanh. Những con chim này nó cũng là từng làm cha làm mẹ mình. Nên từ nó đó mà do cái nghiệp mà bất hiếu với cha mẹ nè, cái nghiệp mà giành giật của cải với anh chị em không biết thương nhau nè, rồi cái nghiệp nói lời giả dối, rồi trộm cắp tà dâm, làm những điều tội lỗi, từ nơi đó mà đỏ làm súc sanh. Nên từ nơi đó mà bây giờ các con và toàn thể đại chúng mà chúng ta nghe được cái công đức phóng sanh mà cái tội sát sanh, thì mình ăn chay trường được thì mình nên ăn chay trường. Đừng có sợ ăn chay mà thiếu chất dinh dưỡng. Những Đức thấy từ khi những Đức ăn chay tới giờ lên được 25 kg. Có thiếu chất gì đâu, đúng không? Nên các con thấy những Đức có ốm gì đâu mà có sanh sao không? Nó mập mạp, nó hồng hào đàng hoàng. Từ nơi đó ăn chay không có thiếu chất đâu. Mà trong chùa mình nhiều người ăn chay cũng mập mạp, nhưng những quan là do ông chưa mập thôi. Mai mốt ông mập rồi là ông mập dữ lắm. Như từ từ
Như mấy cô bên bên chùa mình đây rồi nè, có nhiều cô bảy mấy ký không, ăn chay không bảy mấy ký, nhưng liên nhẫn mà nó 82 ký, chứ con có ốm gì đâu, đúng không? Nên từ nơi đó chúng ta ăn chay là đoạn cái nghiệp sát sanh, phóng sanh, đó là cái công đức rất là lớn. Nên bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong rồi mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc đại chúng an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.